Rồi, thì mời các em quay trở lại mình tiếp tục ha. Rồi, nãy thì chúng ta dừng ở slide này. Và thì cũng có nói đến cái cách để mà mình trích dẫn. Thực tế thì viết báo cáo kết quả của một nghiên cứu định tính thì cũng không phải lúc nào cũng trích dẫn, tức là cũng có những ý mình diễn giải là bằng lời dẫn gián tiếp ha? Tức là mình có thể diễn dịch, interpret những cái thông tin mình thu thập được, những ý kiến mình thu thập được từ đối tượng thành ra cái lời văn mà mình gọi tiếng Anh mình gọi là indirect speech, tức là lời dẫn gián tiếp, thì cái điều đó cũng bình thường thôi. Còn khi nào mình cảm thấy rằng là cái lời dẫn gián tiếp của mình đó không diễn tả được hết được cái ý mà người ta cung cấp thì mình có thể có những lời dẫn trực tiếp, và thường lời dẫn trực tiếp thì mình sẽ để trong ngoặc kép ha. Tức là tiếng Anh nó gọi là quotes đó, tức là cái câu trích dẫn ha. Một chút nữa khi đến phần viết báo cáo thì thầy sẽ nói thêm. Ngoài cái việc mà mình trích dẫn thì còn có thể mình đưa cung cấp thêm cái gì ha. Rồi, hồi nãy mình nói về nghiên cứu về cái phương pháp khoa học rồi, nghiên cứu rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu cụ thể hơn nữa, hẹp hơn nữa là nghiên cứu định tính là gì ha. Thì ở đây thầy sẽ giới thiệu hai cái định nghĩa mà coi như là tương đối là kinh điển đó ha. Tức là dựa trên những cái tài liệu tham khảo mà có thể là nó hơi hơi xưa nhưng nó là những cái điều hết sức kinh điển mà các em, ví dụ như là mình lên mạng mình tham khảo, trên mạng có những cái YouTube của các bác sĩ các giảng viên làm về nghiên cứu định tính cũng rất là hay. Thực tế khi mà thầy chuẩn bị bài cho tụi em thầy cũng lên tham khảo một số các cái clip video của các cái giảng viên. Một chút nữa thầy cũng sẽ trích ở đây nè, ít thôi, trích cái gọi là cái slide tỉnh thôi, thì chụp màn hình thì trích lại. Còn nếu có điều kiện thì các em có thể về xem thêm cái file, thầy có để đường dẫn ở trong file file này nè. Rồi nghiên cứu định tính là gì? Thì theo một cái tài liệu, cái tài liệu này thực ra là từ thời thập niên 90 lần. Sau này thì nó có các phiên bản điều chỉnh, các edition mới, nhưng mà cái phiên bản lần thứ nhất của nó đó là từ rất là xưa, nhưng mà như nãy thầy có nói đó, xưa nhưng mà hiện nay người ta vẫn vẫn sử dụng, vẫn trích dẫn rất là nhiều trong các cái bài viết, trong các cái video clip này khác vân vân. Thì nghiên cứu định tính là những cái nghiên cứu mang lại các kết quả mà không sử dụng những quy trình thống kê hoặc công cụ tính toán. Nó nôm na vậy đó, định nghĩa nôm na vậy đó, nhưng mà nó nói lên được bản chất ha. Hay nói cách khác rằng là ai mà hồi 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 cấp 3 hồi phổ thông và cấp 2 cấp 3 hồi phổ thông á mà không có giỏi văn á, xin lỗi, không có giỏi toán á, thì mình làm nghiên cứu định tính rất là tốt, rất là thuận lợi ha. Có thể mình sẽ giỏi văn, mình diễn đạt. Hồi nãy thầy nói đó, thực ra mình dùng lời dẫn gián tiếp nó nhiều hơn là trích dẫn chứ ha. Trích dẫn tức là lời dẫn trực tiếp ít hơn, chứ đâu có phải mình viết báo cáo mình đưa toàn là cái lời nói của người ta, không có lời nào của mình được, thì cái đó không phải là mình là nhà khoa học ha. Thành ra việc viết lại như thế nào để phản ánh đúng cái tinh thần mà người ta nói đó là cũng phải có một cái khả năng viết lách nhất định. Viết kết quả của một cái nghiên cứu định tính á, lý thú lắm, bởi vì viết kết quả nghiên cứu định lượng á, thực ra thầy Hoàng làm nghiên cứu định lượng nhiều lắm luôn á, nhưng mà thầy Hoàng ngán lắm, bởi vì nó đơn điệu lắm. Tức là làm sao mình lấy kết quả mô tả hay phân tích gì cũng vậy ha, làm sẽ trình bày hoặc là bảng hoặc là biểu, đúng không, bảng hoặc là biểu, rồi sau đó mình có cái nhận xét, bảng hoặc biểu sau đó mình có cái nhận xét đó. Ví dụ như là thống kê mô tả thì các bảng về tần suất, các bảng về số trung bình này kia vân, còn thống kê phân tích thì cái bảng ví dụ như là mình kiểm bằng test chi square rồi có B bằng nhiêu đó, cứ bảng hoặc biểu. Còn nếu mình không dùng bảng thì mình dùng biểu đồ ha, nó có cái nguyên tắc sử dụng,
thì thầy không có dạy về bài đó cho tụi em, ra rồi tụi em sẽ học với cái thầy tương ứng. Thì mình có nguyên tắc ha, khi nào dùng bảng, khi nào dùng biểu. Thì nói chung sau bảng hoặc biểu thì đến cái phần nhận xét ha, rồi hết bảng hoặc biểu khác thì đến phần nhận xét vậy thôi. Rồi có thể có một phần tóm tắt cho một cái ý lớn nào đó, đó. Rồi đến phần bàn luận đó. Đơn, đơn đơn điệu gì đó. Trong khi nghiên cứu định tính làm cái chuyện hết sức là khác biệt. Nó giống như là một cái bài văn vậy đó. Hiện nay thầy đang hướng dẫn luận văn cho em hồi nãy, y tế cộng hồi nãy thầy nói đó, em nó viết rồi, viết ra rồi. Trước khi viết em nó cũng băn khoăn gì lắm, trao đổi với thầy chắc cũng tiếng đồng hồ á, trực tiếp ha, trao đổi trực tiếp. Thì thầy mới hướng dẫn cái cách viết đó, thì em nó nói thực tế em không hình dung được rằng là viết nó phải có cảm xúc ở trong đó nữa. đúng rồi, chứ còn gì nữa. Mình đọc cái lời nói của cái người 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 đối tượng của mình đó mà mình không cảm được cái cảm xúc họ 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 lồng ghép ở trong cái câu nói của họ, mình không cảm được thì mình đâu có thể hiểu, mình đâu có thể diễn giải một cách nó chính xác được, đúng không? Rồi khi nào thì trích dẫn, khi nào thì không, không có cái nguyên tắc cố định. Khi nào mình cảm thấy là cái lời diễn giải gián tiếp của mình nó không đủ thì mình trích dẫn đó, hay nói cách khác là nó phải dựa vào cái sự cảm nhận của cái người viết kết quả nghiên cứu định tính rất là nhiều. Thậm chí thôi thầy nói luôn cũng được, không cần chờ tới cái phần tương ứng, đó là có khi mình phải gọi là, người ta gọi là cái case report đó, tức là báo cáo ca, tức là mình phải trình bày một cái trường hợp cụ thể, trong đó mình nói đến hoàn cảnh luôn. Ví dụ như là hồi xưa mà thầy đi làm về nghiên cứu định tính á, thầy phải đọc lại những cái mà người ta đã viết trước để mình học hỏi cách viết của người ta. Thì cái báo cáo ca là nó như thế này nè. Tôi đến gặp anh D, là tên đã được viết tắt và thay đổi ha. Tôi đến gặp anh D trong một buổi chiều nhạt nắng. phải diễn tả vậy đó. Và anh D tiếp tôi trong một cái trạng thái rất là buồn rầu, hoặc là thậm chí có khi là bức xúc đó, diễn tả vậy đó. Thì người ta mới cảm nhận được rằng là cái anh này nó như thế nào, cái người đối tượng đó họ, cái trạng thái, cái tâm lý, hoàn cảnh. À chưa hết nữa, có khi rằng là anh ở trong một cái căn nhà trọ rất là ập ẹp, vách bằng tôn mà có những cái chỗ phải đắp vá bằng những cái miếng cạc tông đó, ví dụ như vậy. Thì khi mình trình bày như vậy mình thấy mới thấy được cái hoàn cảnh cái người như vậy, và anh hiện giờ là đang làm cái nhiệm vụ nhặt ve chai, và chung quanh nhà cũng như sân rất là nhiều ve chai, mà thực tế anh vừa tiếp tôi vừa thu gọn những đồ ve chai. Nghe giống như là viết văn đúng không? Nhưng mà phải viết như vậy thì người ta mới cảm nhận được cái hoàn cảnh của một cái người bệnh nhân mà nghèo khó, mà tối và phải làm việc suốt ngày suốt đêm, sống trong một cái môi trường ẩm thấp, chung quanh là rác nữa, đúng không? Chung quanh là rác anh ta nhặt về phơi này kia mà, thì trách sao mà anh ta không bị bệnh được. Hay nói cách khác là mình phải giúp cho cái người đọc hình dung được, gọi là visualization, nó hình dung được cái đối tượng, những cái con người cụ thể trong cộng đồng người ta như thế nào. Nếu mà hình dung, nếu nếu mà không á thì người ta sẽ hình dung theo cái kiểu mà suy bụng ta ra bụng người, nhà mình nó sạch sẽ thì người dân chắc là cũng ở sạch sẽ như vậy, thì nó không thể hiện được. Đó, thành ra thầy nói một chút xíu về cái nghiên cứu định tính rằng là nó không có tính toán nhiều, thậm chí là có khi người ta cấm tính toán nữa. cấm tính toán là sao? Trong một thảo luận nhóm tiêu điểm, focus group discussion, tức là thay vì mình phỏng vấn cá nhân thì mình phỏng vấn một nhóm mà có những đặc điểm, nó gọi là focus, tức là đặc điểm tương đối giống nhau. Ví dụ như là nam thanh niên chưa có gia đình thì là toàn nam thanh niên chưa có gia đình thôi, chứ không có phải có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ, không có. Cái đó nó gọi là phương pháp họp mặt cộng đồng, community meeting, cũng là một phương pháp thu thập thông tin trong trong nghiên cứu định tính, nhưng không phải là thảo luận nhóm tiêu điểm. Cái chữ tiêu điểm focus group, chữ focus có focus mà,
giống như là ánh sáng mình qua cái thấu kính hội tụ nó hội lên một điểm như đó, tức là dù cho nhiều người nhưng phải cùng một đặc điểm, tất nhiên là cùng một đặc điểm tương đối rằng là cùng là nam thanh niên chưa có gia đình. Thí dụ như nếu mình xác định đây là cái nhóm mà sinh viên thì là chỉ là toàn sinh viên thôi đó, thì cái đó mình gọi là thảo luận nhóm tiêu điểm. Thì cái việc mà thảo luận nhóm tiêu điểm đó là mình không có được thống kê tỷ lệ đâu. Thí dụ như mình nói rằng là có 60% người có ý kiến đồng thuận, 40% người có ý kiến không đồng thuận, không được. Trong một buổi họp, thí dụ như họp họp thí dụ như là họp chi bộ hay họp đoàn chi đoàn này kia bên, thì khi bầu quản thì mình có quyền thống kê đúng không? Nhưng ở đây mình không được quyền thống kê. Tại sao? Bởi vì 10 người trong cái nhóm đó không có đại diện trong cộng đồng theo cái nghĩa là chọn mẫu ngẫu nhiên. Mình chọn mẫu có mục đích và thậm chí có khi thuận tiện mà. Thêm cái điều nữa rằng là ý kiến người ta có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau. Ha, ví dụ như là nhất là người Việt Nam của mình đó, có thể người ta có ý kiến riêng nhưng người ta không dám bày tỏ. Thôi thì cứ theo số đông vô chắc ăn, ví dụ như vậy. Thành ra cái ý kiến đó không nên, và thậm chí là có những cái người mà đang nghiêm khắc để nói là không được thống kê thực thành tỷ lệ. Bởi vì con số tỷ lệ đó, thí dụ 70%, 80%, 90% luôn đi, không gọi là reliable, không tin cậy, độ tin cậy không có cao. Bởi vì nó có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu mà cái chuyện đó xảy ra ở thí dụ bên bên Mỹ, bên Tây gì đó, thì còn có thể là reliable, tức là còn có thể tin cậy, chứ ở Việt Nam á là không có nên hoặc là không được thống kê số liệu. Mà mình chỉ nói cùng lắm là mình nói đa số người thì có ý kiến như thế này, còn có một số ít thì có ý kiến như thế kia, chứ còn mình không quan tâm đến số lượng nha. Bởi vì như nãy giờ thầy phân tích đó, tức là có thể có những người mình ta đồng ý với một ý kiến nào đó thực tế là theo số đông chứ không phải ý kiến riêng của người ta. Nè, thành ra mình nêu ra về mặt định tính chứ không không phân tích tỷ lệ nha. Rồi còn nghiên cứu định lượng này nói thêm thôi nha. Nghiên cứu định lượng là những cái nghiên cứu giải thích các hiện tượng bằng cách thu thập dữ liệu số được phân tích bằng các phương pháp dựa trên toán học, đặc biệt là môn statistics, tức là môn học thống kê học. Ở cái cuốn này cũng cái phiên bản cũng là từ thập niên 90 luôn đó. Tất nhiên bây giờ nó ra phiên bản số 4 rồi, mới nhất. Nhưng mà cái định nghĩa này là từ rất là xưa và người ta vẫn giữ cho tới bây giờ. Đây, cũng cùng tài liệu này nha, cũng cùng tài liệu này người ta nói về nghiên cứu định tính như thế nào. Tại vì tài liệu hồi nãy á, thì thầy chỉ nói về định tính thôi. Còn tài liệu này thì có một cái định nghĩa so sánh. Đây, nghiên cứu định tính trong tài liệu này ta nói như thế này. Nghiên cứu định tính tìm cách trả lời các câu hỏi về lý do tại sao, why, và cách giống như thầy lúc đầu thầy có nói đó, những yếu tố nào và cụ thể là những rào cản nào, hay nói một cách nôm na hơn là tại sao mà người ta không đeo khẩu trang. Nói nôm na là gì đó đúng không? Còn viết mà đề cương nghiên cứu hoặc là báo cáo nghiên cứu thì mình sẽ nói là những yếu tố ảnh hưởng hoặc là những yếu tố rào cản đến hành vi không đến hành vi đeo khẩu trang nha. Nhưng thực tế đó, nói hỏi nôm na là tại sao người ta không đeo khẩu trang, nói nôm na là vậy. Và cách mọi người ứng xử theo cái cách họ làm, đây thì thầy dịch hơi sát nghĩa một chút xíu, nghe nó có vẻ nó không trôi lắm theo tiếng Việt, nhưng mà để diễn tả được cái ý. Nếu em nào mình học tiếng Anh thì mình đọc luôn cái định nghĩa tiếng Anh ha. Tức là cái cách mà ứng xử, cách ứng xử tức là how á, cũng là một cái câu hỏi nghiên cứu rất quan trọng trong nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định tính sẽ trả lời cho những câu hỏi why nè, how nè. Ví dụ như là người ta mang khẩu trang như thế nào. Đó cũng là một cái phần trong nội dung nghiên cứu mà của cái bạn mà đang làm luận văn sắp trình mà thầy hướng dẫn đó. Bởi vì hỏi thì mới biết đó, ví dụ nãy thầy nói đó, đeo mà trễ xuống loại cái lỗ mũi hoặc là đeo mà không sát, đeo không sát thì người ta mới hít thở được. Tất nhiên là như vậy thì nó không có tác dụng phòng bệnh, bởi vì virus sẽ đi theo cái khe này đúng không? Vậy thì cũng như không, mà đeo cũng như không à. Nhưng mà ta đeo vậy đó là mình, khi mình đi thu thập thông tin mình biết là thực trạng how người ta đeo như thế nào.
Và đương nhiên sau đó mình sẽ hỏi why. Biết ra how người ta đeo như vậy đó, hỏi người ta why. Tôi nói là đeo mà đè sát, đeo đúng không thở được, hoặc là không thở kịp khi mà ta phải làm lao động chân tay. Rồi, này sẵn đây hỏi thăm tụi em rằng là để tìm hiểu một cái bánh bông lan thì người nhà nghiên cứu định lượng người ta sẽ làm cái gì? Tụi em có thể trả lời tương tác cho nó vui. Để tìm hiểu một cái bánh bông lan, nhà nghiên cứu định lượng sẽ làm cái gì? Rồi chuẩn bị sẵn tinh thần là để chút thầy hỏi sau, đó là nhà nghiên cứu định tính sẽ làm cái gì? Bây giờ trả lời nhà nghiên cứu định lượng trước đi. Hoặc là nếu mà các em muốn trả lời luôn hai ý cũng được thì mình ghi chú trước là DL hai chấm, tức là nhà nghiên cứu định lượng sẽ tìm hiểu bằng cách nào, DT hai chấm bằng cách nào, để tìm hiểu một cái bánh bông lan. Các em cứ nói thoải mái, đừng sợ sai, đừng sợ sai đúng. Làm việc với thầy Hoàng, ngay cả cái giảng viên của thầy cũng vậy đó, là cứ thoải mái có ý kiến. Bởi vì trong y học chúng ta biết rồi, cái hôm nay là đúng chứ ngày mai nó sai á, đúng không? Thuốc này hôm nay là mình còn sử dụng, ngày mai Bộ Y tế và thậm chí Tổ chức Sức khỏe Thế giới rút ra khỏi thị trường luôn. Rồi, Hiệp Phạm nè, làm bốn cái bánh với bốn lượng đường khác nhau. Hiệp Phạm là thích làm nghiên cứu can thiệp ha, cũng là một ý hay đó. Giống như thầy có nói là giáo dục sức khỏe nhóm của tụi em thực ra là nghiên cứu can thiệp á, để mình về mình rút ra những kết quả. Cao Thành Thái, dạ cân đo đong đếm thành phần làm bánh, thời gian nướng bánh. Đây là cách làm thông thường đó ha. Các em thấy rằng là cái bánh bông lan mà ở nước ngoài á, người ta bán người ta có thành phần nha. Việt Nam mình là biết, thậm chí rằng là Na natri á, là bao nhiêu ha, để cho mấy người mà người ta phải kiêng muối đó, bệnh thận cao huyết áp này kia đó, ta biết ha. Ví dụ như là dùng đường mía, tức là sugar sugar, hay là dùng đường ăn kiêng ha. Phương Uyên tìm hiểu công thức, rồi định tính là sự hài lòng. Đúng rồi, hỏi người ta ăn cái này ta thấy ngon không, thích không, đúng không? Chứ còn giờ làm cái bánh nó bảo đảm các chất dinh dưỡng này kia rất là tốt nhưng mà ăn không ngon. Rồi xong xong phim đúng không, bán không được ế tập tiệm luôn đúng không? Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Các ý kiến của tụi em là rất là hợp lý, rất hợp lý, rất là tốt. Còn gì nữa không? Độ ngon từ giá thành thấp tới cao, mình hỏi về cái ví dụ mức giá này là đối với anh chị á, là các anh chị có thể afford, tức là có thể mua được không? Quan trọng lắm, mức giá cũng quan trọng chứ đúng không? Còn gì nữa, có gì mà liên quan đến sức khỏe đi ha, liên quan đến sức khỏe thêm nữa, còn gì nữa không? Đây cứ thoải mái đóng góp ý kiến, còn gì nữa không? Về cái định lượng thì dễ hơn ha, định lượng thì dễ hơn. Các em có thể tập trung có ý kiến về mặt định tính đi, cái người định tính người ta sẽ hỏi cái gì ngoài chuyện là ngon nè, anh có mua được không? Anh có đại thọ được không? Và khi mà anh mua á, anh cảm thấy rằng là dễ mua hay là anh cảm thấy nó hơi đắt, nó quá tầm. Ví dụ như nếu mà anh có nhu cầu thì tháng anh mua được mấy lần? Cũng có khi người ta mua được á, nhưng mà tháng nó mua được một lần, hoặc là năm, hoặc là cả cuộc đời là ăn thử một lần cho biết thôi, rồi người ta không có tiền ăn nữa đúng không? Rồi thì cái đó là mấy cái người mà tiếp thị đó, marketing á, là người ta làm, ta nghiên cứu định tính nhiều dữ lắm nha. Đó, chứ phải là marketing là người ta nghiên cứu định lượng không đâu, nghiên cứu định tính nhiều dữ lắm. Hàm lượng calorie của cái bánh, đúng rồi, để cho mấy người ăn kiêng ha, đúng rồi đó. Ví dụ như sử dụng đường đường mía khác, đường ăn kiêng nó khác ha. Đường mía thì cái năng lượng nó cao, mấy người béo phì đó, mấy người ta ăn kiêng đó, ta cần lắm. Rồi, một số ý kiến thầy thấy cũng rất là tốt ha. Còn lại thì để tranh thủ thời gian thì tôi chắc thầy sẽ trình bày thêm ha. Thì đúng như các em nói, nhà nghiên cứu định lượng sẽ phân tích thành phần ha. Thậm chí là có trứng hay không, bởi vì có những người ra bị dị ứng với trứng ha. Phải nói có bột hay không,
các em biết cái bánh cái bột làm bánh rán của Nhật không? Người ta có ghi thành phần là trong này có trứng nha. À, ta có ghi thành phần và trong này có trứng. Cái bột làm bánh rán tức là bột ta làm sẵn rồi, về mình làm bánh bông lan cũng được nữa. À, cái bột phục vụ là cho bánh rán Pokemon ơi, Doraemon á, Doraemon khoái ăn bánh rán tức là ta làm sẵn hết trơn rồi, bột nổi đường bột này kia trứng này kia ta làm sẵn hết trơn rồi. À, mình cứ về mình quậy khuấy lên, quậy quậy bỏ nước thì quậy đúng cái công thức, ta bỏ vô chiên hoặc là thậm chí bỏ vô nồi nước ra cái bánh bánh bông lan. Rồi thêm cái ý nữa là có chất độc hay vi sinh vật gì không, thì cái này thì tùy loại thực phẩm, nhưng mà thông thường là người ta sẽ ghi ví dụ như là cái này là đã được tiệt trùng bằng Pasteur, bằng phương pháp Pasteur, hoặc là đã được tiệt trùng. Người ta không có thể không nói vi sinh vật, nhưng người ta nói là đây đã được tiệt trùng. Các em biết rồi, cái da ua mà mình ăn, da ua hũ của Vinamilk này kia đó, Nutifood này kia đó, là người ta đã tiệt trùng rồi, nó không chua được nữa đâu. Nó đâu chua được nữa, chỉ có cái nước men sống nó mới chua nữa. Nước men sống đó, tức là men sống mà da ua mà làm theo kiểu da gia đình đó, thì để nó sẽ chua tiếp, bởi vì người ta khi mà ủ ủ xong thành da ua người ta không có tiệt trùng nữa nha. Đó thì các em phải lưu ý ở cái nào nó chua nữa, đúng không chứ lấy cái hũ da ua mà Vinamilk về làm hũ cái thì làm da ua ở nhà đâu có làm được, men nó chết hết trơn rồi nha. Chỉ có nước men sống, nếu mình sống để mà không để trong tủ lạnh, không để tủ mát á, thì để lâu sẽ chua nha. Vì con men á nó còn sống nha. Đây gọi là nước men sống mà nha. Thì con men nó phải còn sống chứ, đúng không? Thôi quay trở lại thì phương Tây á, người ta ghi thành phần hoặc là các cái thông tin liên quan nó kỹ lắm nha. Thì thôi mình không đi sâu, nhưng mà đó là định lượng đó ha, đó là định lượng đó. Tuy nhiên lúc này mình không biết cái bánh nó ngon không. Nè, đây, nhà nghiên cứu định tính sẽ cắt thử một lát, quan sát, ngửi, nếm trực tiếp. Các em biết là có những cái kỹ nghệ, tức là cái industry đó, tức là những cái nền công nghiệp thì mà cái người thử đó là trả giá đắt tiền lắm. Theo các em ai là cái người thử của cái công nghiệp gì mà mướn cái người thử đó là mắc lắm. cái người mà À, thầy 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 lộ rồi, thầy lộ hàng, mướn cái người thử đó là trả tiền cho họ đắt dữ lắm đó. Là cái ngành công nghiệp gì à, cái người thử là định tính đó. Cái ngành công nghiệp gì tụi em, hồi nãy thầy cũng hơi lộ rồi. Để vậy là tụi em có thể biết rồi, nước gì à, nước hoa, đúng rồi, nước hoa, đúng rồi, chính xác ha. Có những người mà cái mũi họ nhạy lắm, biết họ có liên quan gì với cái loài chó họ nói vậy nó hơi động dạng thôi, nhạy lắm nè. Nước hoa chúng ta biết rồi à, có những người mà ta rất là nhạy cảm về mùi, cái người đó mà cái sản phẩm á mà nó ta dễ phân biệt lắm, chứ mình á, ví dụ thầy cái lỗ mũi thầy nước hoa nào nó cũng thơm giống nhau hết trơn. Nhưng có những người mà đặc biệt là nước hoa đắt tiền á, người ta đã chịu chi một cái khoản nào đó là người ta rất là khó tính. Vậy thì phải có những người tester, cái người mà thử để phân biệt được là à, cái mùi này đúng là nó bảo đảm được cái chất lượng authentic, không có bị tạp, không có bị pha tạp thiên vân. Cái nguyên liệu để chế nước hoa mà đắt tiền á là những nguyên liệu thông thường là tự nhiên, chứ không phải là hóa chất đắt tiền lắm. Thành ra mình biết là mình hiểu là tại sao một cái chai nước hoa mà có khi mấy chục triệu luôn á, chứ phải mấy triệu là cũng bình thường rồi, mấy chục triệu luôn đó. Thì cái người tester, cái người mà thử là người ta trả lương cho người đó đó. À, thử chocolate, đúng rồi, chocolate đắt tiền, còn chocolate rẻ tiền thì nó cũng đơn giản hơn. Rồi, thử đó, hoặc là thậm chí chứng thực là có bị đau bụng hay không. đau bụng này không liên quan đến vi sinh vật nha, đau bụng này liên quan đến cái gì, đến dị ứng ha, đến dị ứng nè. Bởi vì dị ứng mà có người đau có người không, thì thậm chí có khi là người ta phải thuê một cái lực lượng để ăn thử nữa, để ăn thử coi nó làm sao ha. Nhất là trong những cái sản xuất thử, chứ còn khi mà sản xuất đến mức mà gọi là
đại trà rồi đó, thì có khi người ta không cần thử nghiệm, hay người ta làm giai đoạn mà thử nghiệm đó, giống như mình làm nghiên cứu vậy đó. Hay. Còn ví dụ như là nãy thì nói đó, tức là nếu tụi em sau này mình thử nghiệm một cái cách giáo dục sức khỏe nhóm nào đó, thì những lần đầu tiên mình sẽ phải ghi nhận rất là kỹ, thậm chí là đăng ký làm nghiên cứu khoa học luôn. Còn thí dụ mình làm ngàn lần rồi thì nó khác rồi. Hay. Rồi một cái hình ảnh để mà chúng ta hình dung là quantitative với lại qualitative nó khác nhau sao. Bên này thì mình thấy là liên quan đến laptop, đúng không? Máy tính. Hồi xưa là thầy, ví dụ hồi xưa mà thầy cách đây 30 năm, hai mấy năm, 30 năm mà tính chi square là không phải dễ dàng bỏ vô máy nó chạy ra kết quả đâu. Mà phải tính theo công thức toán học bằng tay đó. À, tất nhiên là ý là mình bấm máy đó. Bấm cái máy tính calculator đó để mà ra được con số, để coi nó có bi, nó có nhỏ hơn 0,05 này kia, tính bằng tay đó. Còn bây giờ thì đương nhiên máy nó chạy rồi, khỏe rồi. Rồi còn qualitative research thì các em sẽ thấy rằng là à, đó là vì sự thu thập ý kiến của con người, lời nói. Và rất nhiều con người được cụ thể hóa, đúng không? Chứ còn bên này mình đâu có thấy con người. Về bản số liệu mình không biết ai trả lời, mình không thấy được. Còn qualitative research, thậm chí mình còn nhớ được cái anh mà hồi nãy tiếp trả lời phỏng vấn của mình là sống trong một cái căn nhà ốc ẹp, chung quanh là rác để tùm lum, rác là anh nhặt về đó. Đó, cái qualitative research nó giúp cho cái nhà nghiên cứu gần với con người hơn. Có những người thích làm nghiên cứu định tính, cả cuộc đời người ta chỉ làm nghiên cứu định tính thôi, thì bạn thì làm cả hai. Nhưng có những người ta cuộc đời ta chỉ làm định tính thôi, bởi vì người ta thích tiếp xúc với con người để hiểu những hoàn cảnh của họ. Đó, thành ra rằng là cái hoạt động giáo dục sức khỏe hồi năm ngoái y năm của tụi em á, là bộ môn muốn cho các em tiếp xúc với những con người và hoàn cảnh của họ nữa. Rồi tóm lại thì qua các định nghĩa mà thầy trích dẫn từ nhiều tác giả khác nhau, thì thầy Hoàng tóm lại như thế này: nghiên cứu định tính là những nghiên cứu tìm hiểu sâu những đặc điểm tính chất của đối tượng nghiên cứu và các yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ hành vi của đối tượng nghiên cứu trong những hoàn cảnh cụ thể. Cụ thể nữa hơn nữa đó là trả lời cho câu hỏi cái gì, khi nào, tức là người ta làm gì, khi nào, ở đâu, thế nào và tại sao. Đặc biệt là hai câu hỏi cuối cùng, thế nào và tại sao, là rất rất quan trọng. Còn khi nào, ở đâu thì thực tế là nó liên quan đến cái hoàn cảnh đó, như nãy mình nói. Còn câu hỏi cái gì thì thực ra ngay từ đầu là cái câu hỏi nghiên cứu của mình đó. Mình muốn tìm hiểu cái gì thì mình đã phải xác định rồi. Đó, ví dụ như là như hồi nãy thầy có nói đó, ở Trung Quốc ta làm cái nghiên cứu về cái vấn đề mà bạo lực của cha mẹ đối với con cái đó, người ta không dám tìm hiểu cái hành vi, bởi vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tất nhiên rằng là nếu mà khi mà tiếp xúc với cái người đối tượng á, thầy nghĩ rằng là nếu người ta cảm thấy phù hợp, người cảm thấy thích hợp, cảm thấy trả lời được á, có một cái mối quan hệ mà tin tưởng lẫn nhau á, thì có thể người ta sẽ hỏi thêm về hành vi. Sẵn đây nói thêm cho các em rằng là trong nghiên cứu định lượng á, tất cả mọi thứ mình phải được thống nhất hết trước khi mình in ra 1.000 bản câu hỏi mình đi phỏng vấn hay là mình đi thu thập trong cộng đồng. Có thể mình sẽ phỏng vấn thử 30 câu hỏi, 30 người hay 20 người gì đó, để mình xem coi câu hỏi của mình người ta có hiểu không, giống như năm ngoái tụi em thử nghiệm thông điệp vậy đó. Có thể mình sẽ hỏi về, mình điều chỉnh. Còn sau khi mình đã điều chỉnh xong, thống nhất in ra 3.000 bản, 2.000 bản hay là bao nhiêu bản đó đi phỏng vấn là không được thay đổi nữa. Bởi vì tưởng tượng mình phỏng vấn 2.000 xong rồi mình về mình thay đổi đến phỏng vấn 1.000 còn lại, đâu có được nha. Rồi cũng không thể quay lại 2.000 kia để mình hỏi lại được nha. Trong khi nghiên cứu định tính, vì cái đối tượng mình thu thập cái số lượng nó ít, mình hỏi sâu mà nha, số lượng nó ít, thành ra trong quá trình phỏng vấn mà mình cảm thấy mình muốn thay đổi cái mục tiêu nghiên cứu nha, tức là mình đi câu hỏi nghiên cứu của mình đó, mình có quyền thay đổi luôn nha. Bởi vì
Ví dụ mình đã phỏng vấn 10 người, mình quay trở lại 10 người đó mình hỏi tiếp, hỏi cho hỏi hỏi bù lại được. Thành ra trong phỏng vấn sau hoặc là phỏng vấn nhóm, thì kết thúc phỏng vấn sau hoặc là phỏng vấn nhóm, bao giờ mình cũng đặt, mình cũng nói thêm một câu đó là sắp tới nếu chúng tôi muốn thu thập thêm thông tin từ các anh chị thì xin phép được quay lại gặp các anh chị một lần nữa. Đó là một câu hỏi, câu nói chuẩn mực trong khi thu thập thông tin. Bởi vì mình gọi là in-depth interview, tức là phỏng vấn sâu mà. Phỏng vấn sâu có nghĩa là đâu phải phỏng vấn một lần là xong, có thể hai lần, ba lần, miễn đến khi nào mình thu thập đủ thông tin để đáp ứng câu hỏi nghiên cứu của mình thì mình ngưng. Thành ra là có thể mình sẽ quay trở lại. Có thể thôi, chứ còn có khi mình phỏng vấn một lần thôi cũng được. Mình quay trở lại khi câu hỏi nghiên cứu của mình nó có thay đổi trong quá trình mà mình thu thập thông tin. Bởi vì mình tiếp xúc với cộng đồng mà qua cái khả năng giao tiếp của mình rất là tốt, thể hiện thái độ tôn trọng, không phê phán, không này kiên vân và bảo mật rất là tốt, thì người ta có thể mạnh dạn ta nói lên về cái hành vi mà ví dụ bị bêu xấu hoặc là hành vi thậm chí là vi phạm pháp luật. Bêu xấu là nó ở mức độ văn hóa thôi, nhưng vi phạm pháp luật là nặng hơn. Thì có thể thay đổi câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu trong quá trình làm, trong quá trình thu thập thông tin. Đó là đặc trưng rất đặc biệt của nghiên cứu định tính mà nghiên cứu định lượng không thể có. Bởi vì bản chất của nó là vậy rồi, làm sao có được, đúng không? Rồi, và nghiên cứu định tính nó gần gũi với cách tìm hiểu thông thường trong đời sống. Đó, tức là mình đến mình hỏi thăm đó. Thành ra khi mà làm nghiên cứu định tính đó, nếu ai mà thích tiếp xúc với con người, thích trao đổi, thích phỏng vấn, thích trò chuyện, thì mình sẽ làm nghiên cứu định tính rất là phù hợp. Bản thân thầy Hoàng mà tại sao được mời giảng bài này là bởi vì thầy Hoàng thích làm nghiên cứu định tính. Chứ còn thầy Hoàng không phải là không làm nghiên cứu định lượng đâu nha. Làm nghiên cứu định lượng cũng mòn mỏi đường luôn á. Là bởi vì thầy Hoàng là người mà, cái này thực ra không phải là ưu hay khuyết điểm gì đâu, mà đó là đặc điểm thôi, chứ không phải là ưu hay khuyết điểm, đặc điểm thôi. Ai không giống những điều mà thầy Hoàng sắp kể ra thì cũng không phải là dở đâu, chỉ là đặc điểm thôi. Đó là thầy thích nói chuyện với người khác. Thí dụ thầy đi hớt tóc đi. Chắc chắn là thầy sẽ nói chuyện. Người hớt tóc trước lạ sau quen. Thậm chí mà thí dụ thầy lâu thầy không có quay trở lại, ta nói anh, thậm chí tôi nhớ tên thầy luôn á, Hoàng, Hoàng, lâu không thấy anh hớt tóc. Đó, tại vì thầy nói chuyện. Ví dụ mình muốn biết tên người ta đó, thì ví dụ mình tại nhiều người thở tóc mà muốn biết tên người ta, để ví dụ như là lần lần sau mình đến mình gặp, mình muốn đặt hàng tên người ta đó thì phải nói tên mình, đúng không? Chứ đâu thể mình hỏi tên người ta mình không nói tên mình, thì mình sẽ có khi mình nói tên mình, và có nhiều người người ta quý mình, ta nhớ tên mình luôn ha. Thì thầy Hoàng thích nói chuyện, thầy Hoàng thích làm nghiên cứu định tính. Còn ví dụ như ai mà mình quen về tính toán con số đó, tìm ra làm nghiên cứu định lượng ha, không ai dở ai hay hết trơn á, chỉ là những đặc điểm khác nhau của con người thích hợp với cách làm nào thôi ha. Rồi, ở đây là thầy có trích từ cái YouTube nè, các em khi mà thầy gửi cái bài này cho thầy Đăng của bộ môn, thầy Đăng sẽ có cách gửi lại cho tụi em thì tụi em có thể lấy cái link này về coi ha. Cái này bấm vô, mình có thể bấm vô cái link này anh sẽ kéo luôn cái link để tụi em coi. Tác giả của cái clip này á là tác giả này cũng tức cười lắm, con chim non. Con chim non, chữ KON chim. Không để tên thiệt, nếu nói về góc độ khoa học á là không có được. Thì coi như là nó là một thầy tắt điện thoại gọi tới để chút có gì thì gọi lại sau. Thì cái nguồn thông tin này có vẻ nó không chính thống lắm, nhưng mà bởi vì thầy thấy những thông tin của nó có giá trị, thành ra là thầy vẫn trích dẫn. Chứ còn đương nhiên về mặt khoa học á, như nãy thầy có nói, định nghĩa từ tác giả nào phải ghi rõ ra, ghi rõ ra. Còn ví dụ cái nào mà của thầy Hoàng sớm là các cái định nghĩa khác, thầy Hoàng ghi chung, các em tham khảo biết đó là cái của thầy Hoàng.
Rồi thôi quay trở lại thì ở đây tác giả này tuy không có ghi tên ra nhưng mà những cái thông tin mà tác giả này cung cấp cũng rất là tốt. À, tác giả là một bác sĩ nha, anh ta có nói rằng là một bác sĩ nè. Định lượng nè với định tính nè. Định tính thông tin thu thập là ngôn từ à, cái này là xưa rồi nha. Ngôn từ là xưa rồi, hiện nay đó thời đại mà phương tiện nghe nhìn mà hiện đại rồi là người ta thu thập luôn cả video luôn nha, cả âm thanh luôn, clip âm thanh luôn, và khi báo cáo kết quả nghiên cứu là người ta chiếu cái video luôn chứ không phải trích dẫn cái code, cái code chữ QUOTE code tức là trích dẫn đó. Câu nói không đâu, người ta trích dẫn một cái clip luôn clip video luôn, các phần mềm mà hỗ trợ để mà phân tích dữ liệu mà định tính đó. Hồi xưa đó, hồi mình thầy Hoàng học á, làm cái phần mềm à, hồi xưa thầy Hoàng học ở Thái Lan là không có tiếng Việt cũng nha, chỉ phân tích tiếng Anh thôi, là chỉ là ngôn từ không thôi. Nhưng mà sau này những phần mềm mà phân tích dữ liệu hỗ trợ phân tích dữ liệu định tính là có quản lý luôn video clip nè, có quản lý luôn file audio nè, và khi mà mình gửi một cái bản báo cáo kết quả đó là mình có thể đưa một cái link video cho người ta xem luôn. Đó, tất nhiên phải bảo đảm cái sự bảo mật, ví dụ như là phải che mặt là mờ mặt này kia vân, tiếng nói thì sẽ phá tiếng giống như The Masked Singer, The Masked Singer phá tiếng để mà không nhận diện ra đó là ai, nhưng mà người ta nghe được cái nội dung cũng như là cái ngữ điệu của cái người đó nói, hay không ha. Tức là ra là thầy chú thích thêm là dữ liệu định tính hiện nay không phải chỉ là ngôn từ đâu nha. Các phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu định tính là người ta hỗ trợ phân tích và lưu trữ luôn những dữ liệu âm thanh hình ảnh được. Tất nhiên là phải có những cái nguyên tắc về bảo mật ha, tức là không có show mặt ra lên. Rồi còn định lượng là con số, nội dung tức là câu hỏi nghiên cứu hoặc là cái nội dung à, xin lỗi cái kết quả chứ, xin lỗi đây là kết quả rồi. Kết quả mình thu thập được ở nghiên cứu định lượng đó là tỷ lệ mà lý do không đến tái khám là 34% những kiện vân. Thì nghiên cứu định lượng đương nhiên là mình cũng sẽ thu thập được những điều đó, nhưng ngoài ra thì mình còn có thể thu thập được những câu chuyện sâu hơn. Đó, cái chữ này nó hơi nhỏ, không biết các em nếu mà sử dụng smartphone chắc hơi khó thấy, thôi chắc là mình ráng ha, zoom 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 lên gì đó. Đó tức là mình thấy được những cái câu chuyện sâu hơn. Đây thầy đọc luôn đi ha, không phải tôi không muốn đến khám, tái khám đó ha, tái khám để mà được điều trị theo dõi tiếp tục á. Không phải tôi không muốn đến khám, nhưng thật sự gia đình tôi rất khó khăn, nếu tôi không đi làm thì không trả được hết nợ. À, không phải vì vấn đề tiền không mà vấn đề thời gian nữa ha, bởi vì người ta không thể nghỉ được. Từ hồi ra viện tôi mới được nghe mọi người kể đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền đó, thế là ra viện xong mới biết rằng là lần tái khám sau là tốn thêm 1 triệu bạc ô không, 1 triệu là còn triệu lợi ích, 10 triệu 100 triệu gì đó, và phải mất thời gian nữa nha. Giờ tôi không dám nghỉ ngày nào vì sợ nghỉ đi khám là mất việc. À, tức là khi mình tìm hiểu sâu hơn thì thấy ở cái hoàn cảnh con người ta nó khó khăn lắm. Còn bên nghiên cứu định lượng thì chỉ dừng lại con số vậy thôi. À, cùng lắm là mối liên quan phát hiện được thông qua so sánh, ví dụ như là yếu tố tài chính có ảnh hưởng đến cái chuyện mà đi tái khám, nhưng mà ảnh hưởng bằng cách nào mình không hình dung ra được. Rồi bây giờ nghiên cứu định tính gồm những bước nào thì thực tế nó cũng giống như là những các nghiên cứu khác thôi. Đầu tiên là xác định vấn đề, cái mà mình muốn tìm hiểu để mà có cái hướng cải thiện nó, làm tốt hơn, đó là cái gì, đó là vấn đề gì, cái problem là gì. Đó giống như cái nghiên cứu mà hiện nay thầy đang trao đổi cùng với một cái em định làm là vấn đề bạo lực thể xác của cha mẹ đối với con cái. Bạn đó muốn thực tế là muốn làm thêm về bạo lực tinh thần nữa nha, nhưng mà cái bạo lực thể, cái physical violence đó, thì trước mắt là nó nguy hiểm hơn vì nó gây chết người trực tiếp. Còn cái bạo lực về mặt tinh thần á thì có thể là không chết liền nhưng mà chết từ từ đúng không, cái đó để cái dịp khác thì sẽ nói thêm. Thì đó là vấn đề đó nha, và vấn đề đó phải hiện diện.
làm sao để mình biết vấn đề nào đang hiện diện? Thì nếu các em làm lâm sàng, các em có thể ghi nhận thấy qua cái quá trình làm việc lâm sàng của mình. Ví dụ như mình ghi nhận thấy, mặc dù mình chưa có thống kê nhé, bệnh viện cũng không có thống kê, ví dụ như vậy, nhưng mà mình ghi nhận thấy qua cái trải nghiệm của mình. Hoặc là nếu một vấn đề sức khỏe cộng đồng thì có thể là mình ghi nhận thấy thông qua các bài báo, đúng không? Bài báo mặc dù phóng viên không phải là một cái nguồn mà tư liệu khoa học, nhưng mà là một nguồn tư liệu có tính chất gợi ý. À, bởi vì dẫu sao đó cũng là một cái người ta đã ghi nhận được. À, thì cái vấn đề mà mình có thể chọn để làm nghiên cứu, hoặc là ra cái trải nghiệm bản thân của mình trong cái môi trường công tác của mình, hoặc là nếu là vấn đề y tế công cộng thì mình có thể ghi nhận thông qua những cái kênh truyền thông mà chính thức, trên 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 mạng hay trong xã hội. À, nhớ là kênh truyền thông chính thức, và TikTok chưa được coi là một kênh truyền thông chính thức. Bởi vì tin tin giả, tin dởm, tin sầm bậy ở trên TikTok nhiều dữ lắm ha. Còn cái ví dụ như là năm ngoái mình học á, truyền thông đại chúng mà có kiểm soát á, ít gì thì nó cũng có ban biên tập người ta chịu trách nhiệm, đúng không? Mặc dù một cái tờ báo chính thống cũng có khi sai, đúng không? Tờ báo chính thống nhiều khi phóng viên về cũng lấy thông tin sai cũng có nữa, đến mức mà thậm chí rằng là phải đình bản 3 tháng thì kia nhân dân đó cũng có, tức là không xuất bản 3 tháng, hoặc là tổng biên tập thậm chí còn có thể bị tù, bị cảnh cáo này vân vân rồi. Nhưng mà nói chung là mình có thể tin cậy được nha. Quay trở lại, bước thứ nhất là xác định vấn đề nè, và một khi có vấn đề đó thì đối tượng của mình khảo sát là ai. Đối tượng có thể rộng, ví dụ như là đó là các bậc cha mẹ có con nhỏ nói chung. À, thôi thầy đang nói về cái vấn đề mà bạo lực thể chất của cha mẹ đối với con cái đi ha. Có thể là cha mẹ nói có con nhỏ nói chung. Ngoài ra có thể mình thu hẹp cái phạm vi của đối tượng lại, cái gọi là scope, và đó tiếng Anh nó gọi là scope, phạm vi đó, thu hẹp lại. Ví dụ mình thấy rằng là ai là những đối tượng nào là đối tượng có nguy cơ cao nhất trong việc bạo lực thể chất đối với trẻ con. Ví dụ như là những người lao động chân tay chẳng hạn, người ta làm rất là cực, và cái ví dụ như là cái trình độ học vấn của ta không biết được những cái cách nuôi con mà theo tâm lý học và giáo dục, ta không biết, thì mình có thể khu trú lại. Rồi có thể mình khu trú theo nhiều cái phương diện khác nữa, ví dụ như là thay vì mình làm toàn quốc thì mình làm thành phố. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể làm những quận nội thành thôi, hoặc là những cái khu vực mà những cái quận mà có đông đông công nhân nhập cư, ví dụ như vậy. Tức là nhà nghiên cứu có quyền thu hẹp phạm vi nghiên cứu tùy vào cái khả năng của mình, cái nguồn lực của mình, ví dụ nhân lực, vật lực, tiền lực, quên, tài lực, tiền của mình. Mình tới khu trú là cái scope là do nhà nghiên cứu quyết định. Không sao, dù cho mình làm hẹp cách mấy cũng không lo, bởi vì mình chọn hẹp nhưng mà là chọn có mục đích mà, chứ phải mình chọn đại đâu. Mình chọn như nãy thầy có nói, mình có thuyết minh rõ ràng trong phần đặt vấn đề là những đối tượng này là những đối tượng có nguy cơ cao nhất trong việc mà bạo lực đối với trẻ con, mà có thể ví dụ như là mình qua, nếu chưa có nghiên cứu nào trước đó, nghiên cứu khoa học á, như có nghiên cứu nào trước đó thì mình có thể trích dẫn các bài báo cũng được. Như nãy thầy có nói, ít nhất nếu mình chưa có nghiên cứu trước đó thì mình trích dẫn bài báo cũng được. Bài báo có ghi nhận là trong cái xóm khu vực lao động công nhân gì đó có xảy ra tình trạng bạo lực đối với trẻ em, tức là cũng phải có một cơ sở gì đó để mình thu hẹp phạm vi nghiên cứu. Mình chọn đối tượng có mục đích, chứ không phải mình chọn đại đâu. Rồi mục tiêu tổng quát, mục tiêu chuyên biệt. Rồi thì chút nữa thì sẽ đi vô chi tiết. Rồi, trong nghiên cứu định tính, nội dung nghiên cứu có thể là mô tả, cũng mô tả và phân tích ha. Mô tả thì các khuôn mẫu hành vi đó, giống như nãy mình có nói về cái đeo khẩu trang. À thôi, bây giờ sẵn luôn cái chuyện mà bạo lực thể chất đối với con cái đi ha. Thì khuôn mẫu hành vi là quýnh như thế nào đó, bạo lực như thế nào, xin lỗi không phải quýnh, bạo lực thể chất như thế nào mình cũng cần tìm hiểu. Ví dụ như câu chuyện mà bắn đinh vô đầu của đứa nhỏ thì nó quá sức tưởng tượng rồi, đúng không? Cái pattern hành vi đó nó quá sức là khủng khiếp rồi. Nhưng mà ngoài ra có thể là cái gì?
bắt quỳ gối nhé, bắt quỳ gối trên vỏ sầu riêng. Phải sầu riêng là quá không biết. Bắt quỳ gối, bắt quỳ gối cũng là bạo lực thể chất đó nha, bắt quỳ gối nó đau giò, nó sưng giò này kia, cũng là physical violence. Hoặc là đánh đập nó, đánh đập nó thì đánh bằng cái gì? Đánh bằng roi mây. Thực ra roi mây nó đau, đánh roi mây đánh vô đích nó đau chứ nó cũng không gây tổn hại lắm, đúng không? Bởi vì cái cơ nó chịu đựng rồi nha. Hoặc là đánh bằng gậy nha, cái cô mà mẹ kế gì đánh cái nhỏ chết đó, đánh bằng gậy luôn, gãy cái cây mà cây lau nhà gì đó, gãy luôn. Mô tả ngoài cái mô tả hành vi á, khuôn mẫu quan niệm hành vi á, thì còn có thể quan niệm nhận thức hoặc là toàn diện hơn nữa là cái đời sống văn hóa xã hội của cái nhóm đối tượng đó, tức là ngoài cái chuyện mà đánh con á, người ta sống như thế nào, có thể hỏi rằng là mối quan hệ của người ta đối với hàng xóm như thế nào, đối với bạn bè như thế nào. Bởi vì một người mà có hành vi bạo lực á, là thực ra nó có mầm móng bạo lực sẵn có rồi, thậm chí hồi nhỏ đã từng bị đánh rồi. Chứ còn ai không tự nhiên hồi nhỏ được thương yêu chiều chuộng này kia vân, không phải thương yêu chiều chuộng, bỏ chứ chiều chuộng đi, thương yêu chăm quan tâm chăm sóc với tình thương yêu, có gì thì cũng có xử phạt, nhưng mà cùng lắm là ví dụ như không cho đi cuối tuần đi chơi này kia vân, chứ không bao giờ bị đánh. Thì lớn lên làm cha mẹ làm sao đánh con được, khó lắm. Thành ra có khi nghiên cứu định tính mình không chỉ hỏi về cái chuyện mà hiện tại hoặc là cái vấn đề mình hiện có, mà mình có thể hỏi rộng hơn. Tất nhiên hỏi rộng nhưng mà phải có liên quan nha, chứ phải hỏi anh chị có đi xem phim không. Không, xem phim có liên quan, anh xem phim mình phải hỏi xem phim này có xem phim bạo lực không, có xem phim bạo lực thể chất không, thì có liên quan. Rồi hỏi về gia đình hồi xưa đó, chị còn nhỏ đó, cha mẹ có đánh chị hay không, ví dụ như vậy. Thì lúc đó mình mới có được một cái thông tin nó đầy đủ để sau này mình khuyến cáo hoặc là mình xây dựng các chương trình can thiệp, đúng không? Các chương trình can thiệp mình phải cần hiểu rõ đối tượng càng chi tiết chừng nào thì chương trình can thiệp của mình nó mới có cơ hội thành công cao hơn. Đó, bởi vì ví dụ như mình xét thấy rằng là một cái người đánh con, không phải một người ha, mình tìm hiểu tới 20 người rồi, thì hỏi ra cuối cùng rồi nó cũng có cái nguồn gốc là bị bạo lực thể chất từ hồi nhỏ, thì mình mới có cái lời cảnh báo rằng là nếu chúng ta đánh đứa con của mình thì sau này nó sẽ trở thành những cha mẹ đánh con đó. Thì mình tìm hiểu rộng nó sẽ có lợi nha. Nhưng mà nhớ rộng là phải có liên quan nha, chứ không phải rộng mà lung tung. Rồi còn phân tích thì nó liên quan đến các câu hỏi why nha. Mô tả thì là how, đúng rồi, how. Thậm chí có khi là when, where này kia vân, thì cái đó là bối cảnh thôi, không có vấn đề. Còn phân tích là why, tại sao ha, tại sao cũng rất là quan trọng. Có khi là phải hỏi là chị quan niệm như thế nào về dạy con. Ta nói là thương cho nó cho giọt. Cái quan niệm đó là cái quan niệm nhiều khi người ta hiểu không trúng ha. Rồi thì đây là về cái phân tích các yếu tố ảnh hưởng, mối liên hệ giữa các yếu tố trong một tổng thể thống nhất giữa chủ thể và điều kiện môi trường. Thậm chí là môi trường này còn được coi, còn được truy lại từ hồi nhỏ của người đó nữa, từ hồi nhỏ của người đó. Còn ngoài ra thì có thể là môi trường mà hiện tại đó, giống như nãy thầy có nói vậy đó, những cái người mà làm lao động mà chân tay khuân vác này kia ở những chợ đầu mối, làm sao mà người ta mang khẩu trang đúng cách được vì cái môi trường của họ. Tất nhiên điều đó không nghĩa là mình bó tay theo kiểu là thôi anh muốn làm sao làm, anh muốn mang sao mang, không phải vậy. Mà mình có thể tổ chức rằng là nếu mà người ta khuyên bác á, thì có thể người ta không mang khẩu trang, nhưng mà người ta khuyên bác theo một cái quy trình không tiếp xúc với người khác đó. Giống như các bạn biết rằng là hồi mà dịch á, mà shipper á, mà đem lại á, là thí dụ như thầy đặt hàng á, thầy đâu có ra nhận được tiếp đúng không? Cái mà đặt hàng cũng biết đúng không, là để ngoài chốt á, ngoài chốt á. Rồi những người ở chốt á, là những người có thể người ta đeo khẩu trang rồi xịt này kia vân ra đó, tức là cái sự giao nhận hàng hóa này kia đó để mà người ta kiêng vác á, thì lúc có thể giao nhận á thì người ta mang khẩu trang, đúng rồi, để mà tránh tiếp xúc với người giao nhận, và đặc biệt hạn chế những người giao nhận, chỉ những người có nhiệm vụ á, chức trách nhiệm vụ mới nhận thôi,
Còn ví dụ người dân á, thì phải là không được nhận trực tiếp, chỉ có một người nhận ở một người ở chốt nhận thôi, còn hơn là cả xóm đem ra nhận hết 100 người đó, là lấy đến 100 người là đúng không, thì một người nhận thôi. Rồi cái người mà khuân vác á, lúc mà người ta nhận á thì người ta có thể mang khẩu trang, nhưng lúc người ta khuân vác á thì cho người ta phép người ta đừng mang khẩu trang, người ta không mang khẩu trang. Bởi vì lúc đó đâu có lây cho ai nữa, hễ cứ khi có tiếp xúc thì có mang, không có tiếp xúc thì khỏi mang, để người ta có một cái thói quen mang khẩu trang cho đúng. Hễ khi mang là phải mang cho đúng, còn khi không mang là không mang. Thì cái đó mình phải thiết kế các quy trình, thì những nhà y tế công cộng phải đi nghiên cứu tìm hiểu và xây dựng những quy trình cho nó phù hợp. Rồi tùy theo vấn đề nghiên cứu, người ta sẽ xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu chuyên biệt và đối tượng của nghiên cứu dựa trên những kiến thức về y tế công cộng và khoa hành vi. Thì sau đây thầy sẽ trình bày cụ thể hơn để mình hình dung ra. Đây, lấy cái ví dụ là một cái nghiên cứu mà cái này thầy có cái kết quả báo cáo này kia luôn, mà người ta đã làm ha. Tức là một nghiên cứu có thực tế luôn. Nghiên cứu góc nhìn của phụ huynh về chủng ngừa MMR là vaccine đa giá, trong đó có sởi quai bị rubella. Hiện nay vaccine sởi mà đơn giá đó là không có, thẩm thẩm không có, mà sự tiếp liệu nó hơi khó khăn đúng không, thành ra là thay vì 9 tháng là chích vaccine đơn giá sởi, bây giờ có trường hợp là phải chờ đến 12 tháng để chích vaccine đa giá, chích nhắc trong đó có sởi. Nhưng mà 3 tháng đó có thể đứa nhỏ nếu mà không kỹ lưỡng thì nó có thể bị sởi rồi. Thôi thì nói thêm thôi, thì còn lại thì đây là nghiên cứu về vaccine đa giá sởi qua bị rubella và nghiên cứu góc nhìn của phụ huynh. Cái nghiên cứu này nghiên cứu ở nước ngoài nha, chứ không phải ở Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu được ghi ra như thế này: khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của phụ huynh trong việc chấp nhận hoặc từ chối chủng ngừa MMR. Đó, một cái ví dụ về cái mục tiêu tổng quát của một nghiên cứu định tính là vậy đó. Cái này thì là thầy dịch ra từ tiếng Anh, nhưng mà thôi thì chắc mình cũng hình dung là được ha. Là nó còn chung chung lắm ha, là khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của phụ huynh trong việc chấp nhận hoặc từ chối chủng ngừa MMR thôi. Rồi bây giờ đến mục tiêu chuyên biệt này. Để xây dựng các mục tiêu chuyên biệt á, thì phải dựa trên những kiến thức về y tế công cộng và khoa học hành vi. Đó, thì kiến thức về y tế công cộng và khoa học hành vi á, là ví dụ mô hình niềm tin sức khỏe. Mô hình niềm tin sức khỏe là mô hình về hành vi ra đời rất là sớm, từ thập niên 50, sau cái câu chuyện về cái chương trình y tế công cộng khám tầm soát, xin lỗi, khám và xét nghiệm tầm soát, sau đó là điều trị lao miễn phí nha. Hồi thập niên 50, khi mà người ta đã có thuốc lao rồi và có cái điều kiện để mà khám xét nghiệm tầm soát lao miễn phí, cộng với điều trị miễn phí, là chương trình chống lao của mình hiện giờ cũng làm chuyện đó đó. Nhưng mà thời gian đầu á miễn phí này nha, thuốc có hiệu quả này nha, nhưng mà người dân vẫn rất ít đi ra làm, rất ít đi ra làm, đi ra để khám xét nghiệm. Nhiều lý do, thời đó người ta ngành y tế của mình đó là bối rối, bây giờ hồi chưa có thuốc à thì không nói, bây giờ có thuốc rồi mà còn cho miễn phí luôn nữa, trước đó là phải xét nghiệm ha, cho miễn phí luôn mà người ta không ra. Ta không ra, ta nhận. Vậy thì tại sao? Đó, thì thời điểm đó đó là bên ngành y tế phải mời các chuyên gia về khoa hành vi, tức là tâm lý học, xã hội học, nhân học để mà nghiên cứu. Thì mới thấy là nhiều cái vấn đề, và cuối cùng người ta đúc kết lại thành ra là mô hình niềm tin sức khỏe. Thì mô hình niềm tin sức khỏe nói cái gì? Thế này thầy trích dẫn vậy thôi, chứ còn không phải hôm nay mình học về các mô hình đâu, mô hình nó nhiều dữ lắm nè. Ví dụ như là nhận thức, tức là niềm tin ha, về mối đe dọa của bệnh. Người ta có nghĩ rằng, người ta có tin rằng bệnh lao là bệnh trầm trọng gây tử vong hay không, hay là nó nói bệnh lao bệnh ho vài bữa hết thôi ha.
nhận thức về mức độ cảm nhiễm về bệnh, tức là tôi có bị lây không. Đó, có thể có người người ta nghĩ là bị lao là bị nặng đó, nhưng mà tôi không có bị lây. Bị lao là bệnh của những người nghèo. Đó, tôi giàu mà sao tôi bị lây được. Đó, đó là mức độ cảm nhiễm. Thực tế là cái đó là cái niềm tin có thể không chính xác của người ta. Đó, rồi các nhắc nhở dưới nhiều dạng, tức là thấy người khác bệnh nhắc nhở của y tế hay không, tức là nó cũng ảnh hưởng vào nhận thức. Đây thì lấy ví dụ thôi ha. Rồi nhận thức về lợi ích và trở ngại của việc thực hiện hành vi, nhận thức về lợi ích hoặc là tính hiệu dụng, tức là đi uống thuốc lao vậy nó hết bệnh lao không. Có những người người ta không tin nha, người ta nói rằng là ở đời đâu có ai đem đồ và cho ai như vậy, chắc thuốc này đem thử nghiệm thuốc mà thử thì đâu có chắc là nó có hết tác dụng, đúng không? Ta nghĩ vậy đó, ta nghĩ là cái này đem người ta ra đánh giống như vật thí nghiệm để thử thôi, trong khi thực ra là các chương trình đó người ta đem thuốc mà đã thử nghiệm qua cái giai đoạn đó rồi, tức là phase 4, tức là giai đoạn 4, tức là giai đoạn mà đã thử hết vậy về tác dụng, về độc lực, về những thận trọng khi dùng, người ta thử hết rồi, liều dùng ra sao, ngày dùng mấy lần thì kim vân, ta thử hết rồi nó mới ra sử dụng. Nhưng mà người dân người ta không tin, người ta nói này đem thử thuốc. Rồi những nhận thức về những trở ngại, ví dụ như là đi xa, thậm chí có khi là chích đau quá, đó cũng là một cái cost, cái giá người ta phải trả, đúng không? Ta không có phải trả tiền, nhưng mà ta trả giá mình chích rất đau quá, chích septo đau quá, tôi đi phòng khám tư, phòng của chích, phòng khám tư thuốc lao có thể uống. Chương trình chống lao của mình hiện giờ là cho thuốc uống không à, chứ không có chích, nhưng mà hồi xưa còn chích. Rồi và cái thứ ba nữa là nhận thức về năng lực bản thân. Cái này thực ra là mới được thêm vào năm 2012 trong một cái tài liệu của WHO thôi, chứ hồi thời thập niên 50 là chưa có yếu tố thứ ba này. Nhận thức về năng lực bản thân, khả năng vượt qua trở ngại để thực hiện một việc nào đó, tức là self-efficacy, tức là có những người á mà hỏi anh á, họ hỏi họ là anh nghĩ rằng là anh có thể theo được cái liệu pháp này cho đến 9 tháng không? Người ta nói hên xui à. cái người trả lời hên xui đó là cái người low self efficacy, tức là ta không tự tin vào bản thân. Còn người thứ hai người ta sẽ nói tôi sẽ cố gắng, tôi biết là nó khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng. Cái đó gọi là high self efficacy. Còn người low self efficacy thực tế cũng nhiều dữ lắm. Đó thì đây là thầy giới thiệu qua cho các em một mô hình thật, đó là mô hình niềm tin sức khỏe. Tại sao thầy giới thiệu mô hình này? Bởi vì không thể tự nhiên mà mình có thể giết được mục tiêu chuyên biệt được. Trong nghiên cứu định tính không thể giết mục tiêu chuyên biệt được sau khi mình giết cái mục tiêu tổng quát này nè. Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng. Vậy thì những yếu tố ảnh hưởng nào? Đúng không? Mục tiêu chuyên biệt là phải cụ thể. Anh tìm hiểu về niềm tin đối với bước đây. Nhận thức về mức độ trầm trọng của bệnh. Đó. Mục tiêu chuyên biệt số 1. Mục tiêu chuyên biệt số 2 là nhận thức về mức độ cảm nhiễm của bệnh. Đó. Thì phải cụ thể hóa ra như vậy thì mới giết được mục tiêu chuyên biệt. Và phải dựa trên kiến thức có sẵn. Ha. Cái khó đó là mình nghiên cứu về một vấn đề gì đó mà chưa ai từng nghiên cứu gì hết. Thì lúc đó thì nó hơi khó. Là bởi vì mọi thứ mình phải tự hình dung ra, tự suy nghĩ ra. Rồi sau đó khi mình làm nghiên cứu á, mình mới đi phỏng vấn người dân á, mình mới xác định lại là cái nào thực sự nó có tác động, còn cái nào thực sự là do mình nghĩ, suy nghĩ một cách chủ quan. Nha. Tức là đối với những vấn đề mới á, thì những người mà gọi là pioneer á, là những người rất là cực. Bởi vì có khi người ta phải hỏi rất nhiều chuyện để cuối cùng người ta rút lại là nghiên cứu sao, nếu cùng là cộng đồng này, nếu cùng là vấn đề này, chỉ cần hỏi 5 chuyện như sao thôi là đủ rồi. Mấy chuyện hỏi cũng bằng thường đó, thì đó là những người đi tiên phong. Rồi ví dụ về mục tiêu chuyên biệt mà của cái nghiên cứu hồi nãy thầy dịch ra nha, chứ không phải là thầy nghĩ là thầy hoàng nghĩ ra, thầy dịch ra trong tài liệu gốc, từ tài liệu gốc đó là viết mục tiêu chuyên biệt như thế này nè: nhận thức về mối đe dọa của bệnh sởi, quai bị, rubella và lợi ích của việc chủng ngừa. Đó, thấy cái bóng dáng của mô hình niềm tin sức khỏe đúng không? Nhận thức về những sự cố ngoài ý muốn và sự an toàn của vaccine. Đó, tức là nhận thức về lợi hại của cái hành vi chích vaccine đó.
Và thứ ba là sự tin tưởng đối với thông tin do nhân viên y tế cung cấp. Cái này nó có liên quan đến self-efficacy, ha, tức là cái sự tự tin đó, thực ra là nó có liên quan đến cái sự tin tưởng đối với nhân viên y tế, đúng không? Các em đi truyền thông giáo dục sức khỏe mà chính mình còn không tin những điều mình nói, ví dụ mình nói là dạ theo em nghĩ thì có lẽ là như vậy, thì người ta có dám làm theo mình không? Theo em nghĩ tôi không dám làm đâu. Nhưng mà mình nói ví dụ như là à, hiện nay là Bộ Y tế đã có những cái nghiên cứu trên rất là nhiều người và cho thấy rằng là cái tác dụng của cái thuốc này là rất là tốt. Ví dụ mình nói cụ thể là một có một nghiên cứu trên 6.320 người đó, thì có đến 5.965 người gì đó sau đó khỏi bệnh. Thì mình nói gì đó thì người ta mới tin được, đúng không? Thành ra cái FCKC hồi nãy như thầy nói đó, cái năng lực của bản thân đó, thực ra nó còn phụ thuộc vào cái niềm tin của người ta đối với ngành y tế nữa. Và hiện nay theo các em thì niềm tin của người dân đối với ngành y tế là cao hay là thấp ha? Các em có thể gõ chữ cờ hay chữ tờ trong này đi, thay đổi ký bằng tương tác xíu đi ha. Cờ hay tờ? Thầy cũng muốn coi coi cảm cảm nhận của tụi em như thế nào. À, ông Huyền có một thái độ rất là optimist ha, rất là lạc quan, cao ha, niềm tin của người dân đối với ngành y tế là cao. À, Thành Thái tự đặt thêm TB luôn à. Rồi cảm ơn Thành Thái. Câu mắc mới gì phải 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 trả lời giống y như thầy Hoàng, đúng không? Mình làm nghiên cứu định tính mà, đúng không? Mình đâu có bị lệ thuộc vô bản câu hỏi đâu. Trung bình. À, có ai có một cái thông tin định tính gì không? Ví dụ như là theo em thấy thì ở những người có kiến thức thì người ta tin, còn những người mà ở xin lỗi học vấn cao thì người ta tin, còn như học vấn thấp người ta không tin. Có ai trả lời vậy không? Dạ, phải tùy cơ hở, đúng rồi. Mới nói có liền Phương Phạm. Phương Phạm giỏi đó. Không, điều đó không nghĩa là các bạn khác dở đâu nha, nhưng mà Phương Phạm có thể thích hợp với lại nghiên cứu định tính này hả. Đúng rồi, chứ còn nghiên cứu định lượng á, mình không biết rằng là đằng sau của mỗi những câu trả lời là cao thấp trung bình á là những người như thế nào, không biết. Nếu mình có nghĩ tới mà mình đưa đi vào một biến, dùng một biến gọi là biến biến độc lập à, thì có thể mình biết thôi, chứ còn mình không đưa vô là mình không biết đó. Nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng là mọi cái phải được định sẵn hết, đúng không? Nghiên cứu định tính mình có thể thu thập trong quá trình nghiên cứu. Rồi cảm ơn tụi em. Thì cao thấp hay trung bình á, rồi tùy người á, thì có nghiên cứu mới biết, đúng không? Thầy Hoàng hỏi thăm vậy thôi, có nghiên cứu biết qua một số bài báo thôi, chứ chưa phải là nghiên cứu chọn bằng ngẫu nhiên. Bài báo thì mình biết rồi, phóng viên người ta có thể chọn, có nhiều khi cũng lệch dữ lắm, là thấp. À, thôi nhưng mà đó là bài báo thôi. Còn tụi em nếu muốn thì mình làm nghiên cứu, mình chọn ngẫu nhiên đàng hoàng, có phân tầng này vân vân, để mình khảo sát từng cái dân số khác nhau, từng cái tầng á, tầng ở lớp stratum khác nhau, thì mình có thể có được cái kết luận khoa học hơn với độ sai số mình tính được. Ví dụ mình nói là hiện nay có 98% người dân có mức độ tin tưởng thấp đối với ngành y tế với sai số cộng trừ 0,05, không, cộng trừ 0,05 nha, tức là chưa tới 1% luôn đó. Thì có thể mình tin tưởng được. Còn ví dụ mình làm nghiên cứu mình trả lời là có 50% người là đánh giá thấp về ngành y tế, tin tưởng thấp đối với ngành y tế, cộng trừ 20%. Cộng trừ 20% khỏi làm đi. Tức là thực tế nó chạy từ 30 đến 70 á, khỏi làm đi, không ai mà chọn sai số 20% đó. Sai số thấp nhất mà chấp nhận, tới cao nhất mà chấp nhận được là 5%, đúng không? Phần trăm. Ủa quên, xin lỗi. À rồi, rồi bây giờ chọn mẫu, tức là đối tượng nào nha. Thì chọn mẫu như nãy giờ thầy nói nhiều rồi, là chọn mẫu có mục đích, làm thức chọn mẫu không theo xác suất, hơn là chọn mẫu theo xác suất, tức là thống kê đấy. Thì
Có nhiều trường hợp á là mình phải làm thêm một cái gọi là screening survey. Screening survey làm sao? Thí dụ như là bây giờ cha mẹ có ý định bạo hành về mặt thể chất đối với con cái trong cộng đồng, họ là ai? Mình đâu có biết, đúng không? Có ý định thôi mà. Chứ còn có hành vi thì mình biết ai, mà thí dụ như hàng xóm hay là tổ trưởng tổ dân phố ghi nhận là có đánh con này kia thì mình biết. Nhưng mà như nãy đó thầy nói đó, một cái nghiên cứu ở Trung Quốc á, là ta chỉ nghiên cứu ở trên người có ý định thôi, chứ người ta ngại rằng là sợ chọn người có đánh. Có nhiều chuyện nữa, nó có nhiều chuyện nhạy cảm nữa. Thí dụ như là mình công bố rằng là thí dụ như là trong dân số này là trong dân số thành phố Hồ Chí Minh á có 50%, thậm chí không từng tới 50% đâu, 30%, 20% cha mẹ đánh con không thôi á là cũng lãnh đạo này kia cũng quê, đúng không? Thì thành phố gì mình đánh con dữ vậy, đúng không? Thành ra cái chuyện mà khảo sát hành vi á, cho dù là có thể mình thu thập những thông tin rất reliable luôn á, rất tin cậy luôn á, nó cũng có một sự nhạy cảm nhất định. Thành ra là chọn cái vấn đề nghiên cứu, chọn đối tượng nghiên cứu cũng cực kỳ lắm. Rồi quay trở lại đi, bây giờ giả sử muốn chọn những cái người cha mẹ mà có ý định thôi, có ý định đánh con khi mà con nó hư, vào lúc nào đó con nó hư, ví dụ nó cãi lời kêu nó làm nó không chịu làm ấy, hay nó lười biếng gì đó thì đánh con, thì làm sao mình chọn họ? Theo các em mình làm sao mình chọn ra họ? Họ mới có ý định trong đầu thôi, chưa có bánh, làm sao mình chọn họ? Để mình phỏng vấn sau. Tại sao chị có cái suy nghĩ như vậy? Làm sao chọn họ thôi? Hồi nãy thì cũng có người gửi, hồi nãy thì cũng có người gửi, làm sao mình chọn họ? Rồi, thầy chưa thấy có ý kiến trả lời thì thôi để thầy nói cũng được. Thầy gõ cái tiếng Anh ở trong này nè. Còn ai trả lời cứ trả lời ha. Rồi, các em thấy cái chữ của thầy đó, screening survey, tức là một cái khảo sát mà có tính chất sàng lọc thôi. Cụ thể làm sao? Ví dụ như là mình muốn tìm hiểu các bậc cha mẹ ở một cái phường có nhiều người nhập cư, thì mình cứ đến đó thuận tiện hoặc là có mục đích gì đó, mình chọn 200 người nha, mình cho làm một cái bảng câu hỏi, chọn 200 người đó không cần ngẫu nhiên nha, không cần ngẫu nhiên nghiêm ngặt nha, như là định định lượng, và thậm chí 100 người cũng được, thậm chí 50 người cũng được, nếu mình có những cái thông tin về cái gọi là một cái tỷ lệ nào đó mà có ý định đánh đánh con ở cái đối tượng như vậy qua một cái nghiên cứu trước. Cái chuyện mà biết trước cái tỷ lệ mà mình muốn khảo sát ở những cộng đồng tương tự trong nghiên cứu định lượng rất quan trọng, đúng không? Ví dụ mình biết là có nghiên cứu nào đó trong cái cộng đồng tương tự tỷ lệ có ý định đánh con là 35%, thì để mình thế vô công thức chọn mẫu, đúng không? Rồi thế vô công thức mình để tính chọn mẫu á, nếu mình chọn mẫu ngẫu nhiên á, mình thế vô, thì ở trong nghiên cứu định tính cũng cũng cần biết cái điều đó nha. Nếu mình biết rằng là trong những cộng đồng kiểu như vậy á là có 35% người có ý định đánh con, thì giờ để mình chọn ra 20 người mà có ý định đánh con, theo các em mình sẽ chọn screening questionnaire, xin lỗi, screening survey trên bao nhiêu người để mình chọn ra được 20 người, nếu mình biết tỷ lệ là 25%. Thôi bài toán gì mất công tính quá. Nếu mình biết tỷ lệ là 20%, mình chọn bao nhiêu người đó. Dễ nhất là, đúng không? Mình chọn bao nhiêu người cho làm screening, bao nhiêu người. Nếu mình biết từ những nghiên cứu khác trong cộng đồng tương tự ha, cộng đồng này có thể mình chưa biết, hoặc là 2 năm trước ha, hoặc là 3 năm trước của cộng đồng này biết là 20% ha, ta có khảo sát trước rồi, thì lần này mình cho bao nhiêu người làm cái screening questionnaire, tức là cái bảng câu hỏi sàng lọc, để mình đi tìm được cho đủ 20 người của mình. Dễ quá rồi đúng không? Dễ quá rồi đúng không? Này, bài toán là lớp 1 làm cũng được nữa. Ô, không, lớp 1 làm chưa được, cấp 1 làm cũng được nữa. 100 người được không? Đó, thì để mình có được 20 người mình sẽ làm trên 100 người và làm screening này để mình đi tìm ai có ý định.
để sau đó mình sẽ chọn phỏng vấn sau. Còn làm sao để mình biết người ta là ai để mình phỏng vấn thì đó là một cái kỹ thuật ha. Ví dụ như là khi mình cho người ta làm bản câu hỏi đặt danh không có ghi tên thì mình không biết ai trả lời có hay không đâu, đúng không? Nhưng mà mình thông thêm câu này nè, khi mình đề nghị ta đó là nếu ai qua bản câu hỏi này mà chúng tôi ghi nhận có đủ tiêu chuẩn để có thể tham gia nghiên cứu, ví dụ như là học vấn bao nhiêu rồi gì đó, rồi có ý định đến con gì đó, mình có cái tiêu chuẩn để chọn ha, thông qua cái bản screening questionnaire này mình biết ha. Thì mình nói là chúng tôi muốn gặp những người có cái mã số trong bản câu hỏi mà hồi nãy các anh chị, tôi đã dặn các anh chị nhớ giúp rồi, là 15, 10, 17, 23, 28 gì đó, nên mình nói là cái số đó. Rất mong các anh chị này nếu có lòng tham gia cung cấp thông tin thì liên hệ với chúng tôi qua ví dụ qua số điện thoại hay qua gì đó nha, tùy mình cái kênh, hoặc là đến gặp trực tiếp của mình ở đâu đó nha. Đó, ai tham gia thì tự nguyện, hay nói cách khác là khi mà người ta làm bản câu hỏi mình chỉ biết mã, người ta chỉ biết mã số và mình cũng chỉ biết mã số thôi, mình không biết người ta là ai, đúng không? Ví dụ như là người mã số 15, mình biết cái người mã số 15 á, là trả lời ABCD đúng tiêu chuẩn của mình biết là số 15, nhưng mình không biết người số 15 là ai, và ai tự nguyện tham gia nghiên cứu tự chủ động liên hệ với mình đó. Thì đó là một cách làm screening survey là vậy đó, để chọn được đúng người mà theo cái yêu cầu của mình. Cái việc chọn nó còn nhiều cái kỹ thuật lắm. Chọn còn nhiều kỹ thuật lắm. Kỹ thuật mà thầy mới nói là dễ rồi, dễ rồi. Ví dụ vô tiếp xúc sinh viên cho 100 em sinh viên, hoặc là vô và tiếp xúc cộng đồng cho 100 bậc cha mẹ trả lời là dễ rồi nhé. Còn chuyện này mới khó nè, những cái hidden population có nghĩa là gì các em? À, xin lỗi, nghĩa thì dễ rồi, có thể là ai ai mà mình gọi là những cái dân số ẩn, dân số bình thường mình không biết là họ ở đâu trơn á, không biết họ ở đâu luôn á. Hidden population đó là những người có hành vi phạm pháp nè, ví dụ những người nghiện ma túy, biết họ là ai không? Mình đâu biết, đúng không? Thì làm sao mình tiếp cận được, nên ta giấu mà đó. Thì nó sẽ có những cái cách chọn, ví dụ như là snowball đó là cái trái banh tuyết đó. Ở bên những nước mà có tuyết á, thì chúng ta biết là mình lên cái đầu dốc, mình thả xuống một cục banh tuyết nhỏ thôi, thì nó sẽ cuộn 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 nó lăn xuống á, nó sẽ dính thêm để xuống dưới thành một cái cục snowball thiệt là bự luôn đó. Thì có khi mình phải dùng kỹ thuật nó gọi là snowball, tức là mình biết được một người là nghiện ma túy, mình mới nhờ họ giới thiệu một người nghiện ma túy mà họ họ quen biết. Tất nhiên người kia cũng phải đồng ý để tham gia nghiên cứu. Rồi người đó sẽ giới thiệu tiếp một cái người nghiện ma túy khác tham gia nghiên cứu. Thì nó giống như cái đá banh mà nó cuộn, nó lăn xuống dốc vậy đó. Nó sẽ cuộn 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 thêm từ từ nhiều lên. Đó là kỹ thuật snowboard. À, trái banh tuyết để mà thu thập thông tin. À, xin lỗi, để chọn đối tượng tham gia mà nghiên cứu định tính. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm, tại lấy ví dụ một vài thôi. Còn khi nào mà các em học sâu hơn về nghiên cứu định tính đó, em sẽ học thêm. Em học có một bài thôi mà, có một buổi thôi mà. Rồi, mẫu chọn thường là những mẫu nhỏ, trong đó đối tượng sống trong một bối cảnh cụ thể. Đã, ví dụ như nãy thầy có nói đó, mình quyết định chọn là những người cha mẹ mà học vấn hạn chế, kinh tế khó khăn, thêm một số tiêu chuẩn gì đó nữa, thì như là độ tuổi từ 30 đến 50, ví dụ như trẻ qua mình không tính, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ xác định được những cái tiêu chí đó để mà mình đi tìm. Rồi đó, tức là các cái tiêu chí tiêu chuẩn á, criteria đó. Rồi, ví dụ là ví dụ cần thì mình có thể chọn yếu tố giới nữa. Ví dụ như mình muốn chọn phân nửa là nam, phân nửa là nữ, để coi cha với mẹ bạo lực đối với thể chất đối với con
có khác nhau không? Rồi kinh tế nè, hồi nãy mình nói đó là thu nhập đó, học vấn, gia đình toàn mẹ hay không, tức là thí dụ như là mẹ đơn thân nuôi con, cha đơn thân nuôi con, hoặc là cha có dì ghẻ, mẹ có cha ghẻ, ví dụ như vậy. Đó cũng là một cái tiêu chí để mình chọn, bởi vì mình thấy những cái trường hợp bạo lực thể chất mà vừa gần đây đó, rất là khủng khiếp đó, thường là có liên quan đến yếu tố gia đình không toàn vẹn nha, mà đặc biệt là có mẹ kế cha kế. Mẹ kế cha kế là giống như câu chuyện Tấm Cám xưa của mình vậy đó, đó là cái gì đó mà làm tăng nặng thêm cái physical violence, physical violence đó, thì mình sẽ lựa nha. Rồi tuy nhiên trong tiến trình thu thập thông tin có thể điều chỉnh tiêu chuẩn, các em sẽ thấy rằng là nghiên cứu định tính đó, nó flexible lắm, nó co giãn linh hoạt lắm, có thể mình thêm hoặc là bớt. Ví dụ mình muốn đi tìm những người mà học vấn cao đánh con để mình so sánh với người học vấn thấp đánh con để xem coi người ta suy nghĩ sao, không không ai có ý định đánh hết trơn á, vậy thì đâu có thỏa tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chọn vào, tiêu chuẩn loại ra này kia, nó cũng giống như là nghiên cứu định lượng thôi, nó cũng là mình nghiên cứu thôi mà, không có ai hết. Thì thôi cứ tìm được thôi, ví dụ vậy. Hoặc là nữ không ai đánh hết, mẹ không ai đánh hết, thì thôi đó. Hoặc là mẹ ruột không ai đánh, chỉ có mẹ kế đánh thôi, ví dụ vậy. Rồi và nhớ rằng chọn các đối tượng có khả năng cung cấp các thông tin có chiều sâu, ví dụ như những người có làm nhiệm vụ nào đó, có tiếp xúc với nhiều người, nhưng cũng lưu ý rằng là ví dụ như nãy thầy nói, họ có sĩ diện hay không để họ cung cấp thông tin sai lệch hay không. Nói chung chọn cái người này á, là có thể đầu tiên mình chọn á thì mình chưa biết người đó là như thế nào, nhưng chọn rồi mới thấy là người này cung cấp thông tin mình đánh giá là không thể tin cậy được. Đơn giản là bởi vì mình triangulation đó, mình qua mình hỏi người khác, người khác nói không, ông đó ông sĩ diện đó ông nói sai rồi, thì về mình sao, loại bỏ nha, loại bỏ luôn nha, loại bỏ. Thành ra là có khi á mình phỏng vấn cũng cực lắm, vô mình đâu có biết là người ta như thế nào, có khi phỏng vấn cả tiếng đồng hồ rồi sau đó mình mới biết được những từ những người xung quanh, đối chiếu thông tin tật lất hết, lập tức mình phải bỏ. Hoặc là mình nhẫn giữ nhưng mà mình mở ngoặc nói thêm rằng là thông tin này độ tin cậy rất thấp, độ tin cậy thấp thôi thà bỏ luôn viết ra chi cho mất công nữa, viết ra một cái điều mà không tin cậy được, không tin được thì viết làm chi, đúng không? Đó thì nói chung là cái việc chọn lựa cái đối tượng để mình phỏng vấn nó sẽ giống như nãy mình nói vậy đó, mua điện thoại mình kiếm ai để hỏi, đúng không? Ừ, lựa được cái người để mình tin cậy được để hỏi là mình phải có suy nghĩ nha, còn hơn là mình lựa đại rồi sau đó về mình bỏ ra, đúng không? Tốn công, mang tính đại diện tương đối, tức là người ta đừng có quá xa cách đối với những người thần thần còn lại. Ví dụ như là một cha mẹ mình hỏi, thì nếu mà thí dụ như là người ta có những cái rối loạn nhân cách, tức là người ta bệnh tâm thần á, hơn là rối loạn nhân cách nữa, người ta bệnh tâm thần, thì cái đó mình phải biết để mình loại ra ngay từ đầu luôn nha. Bởi vì có thể thí dụ người ta bị cái rối loạn nhân cách, hoặc là cái rối loạn tâm thần mà cái tính bạo lực của người ta rất là cao. Hồi nhỏ, ơ xin lỗi, hồi phổ thông các em học sinh học chắc là biết đúng không? Cái người mà nhiễm sắc thể nào mà cái tính bạo lực của người ta rất cao, rối loạn nhiễm sắc thể giới tính, người nhiễm sắc thể nào tính bạo lực rất cao, mấy người đó phải bỏ ra, đúng không? Bởi vì nghiên cứu thực hiện phỏng vấn là mấy người đó cuối cùng mình đâu có suy rộng ra toàn thể dân chúng được, bởi vì người ta quá đặc biệt. Thầy trắc nghiệm kiến thức sinh học phổ thông của tụi em. Nhiễm sắc thể giới tính sao mà họ tính bạo lực rất cao, bây giờ tìm hiểu về về mở bài ra coi. Nhiễm sắc thể nhiều y tính bạo lực rất cao. Thầy cơ gợi như xíu về coi. Rồi bước thu thập thông tin thì có thể sử dụng nhiều phương pháp,
quan sát. Hồi năm ngoái là tụi em đã phải quan sát rồi đúng không? Thực tế là mình đã làm đánh giá nhanh, tức là thu thập thông tin định tính đó. Chẳng qua nó chưa đến mức như là một cái nghiên cứu có mục tiêu tổng quát, mục tiêu chuyên biệt, có tổng quan di văn này kia vân thôi, chứ nó là một một cái khảo sát định tính đó. Quan sát là rất quan trọng. À, như nãy thầy có nói đó, bây giờ người ta không phải chỉ quan sát không đâu nha, mà người ta làm gì? Quay video clip lại. À, quay video clip luôn. À, bây giờ câu chuyện quay hình quá dễ mà, lấy cái điện thoại móc ra quay được rồi. À, tất nhiên là những người được quay người ta phải chịu, người ta phải chấp nhận nha, người ta phải chấp nhận. Hoặc là mình nói với người ta rằng là tôi về tôi sẽ xóa những đặc điểm nhận diện, nhận dạng của anh, mặt tôi xóa, tiếng tôi làm méo, thì xin phép được quay. À, cũng phải cẩn thận xíu ha. Quan sát từ bên ngoài hoặc quan sát với tư cách thành viên. À, quan sát với tư cách thành viên là sao? À, là mình phải sống với cộng đồng đó một cái thời gian đủ lâu như là một thành viên của cộng đồng đó. À, hoặc là mình là cha mẹ có con cái. Mình có cha mẹ có con cái, mình có thể coi như mình như là một cái đối tượng nghiên cứu. Bởi vì mình cũng có ý định đánh con. Ví dụ như vậy. Tức là không phải chỉ quan sát với tư cách một người bên ngoài, mà là một người đang sống trong cái chuyện đó luôn. Rồi tham khảo tài liệu viết, nhật ký có sẵn hoặc đề nghị người ta viết. Thì đây cũng là một cái mà quan trọng. Ví dụ như là một người đó có viết nhật ký, thì mình nói rằng là không biết anh đã từng viết, chị đã từng viết về những chuyện liên quan đến chuyện mà tức giận đánh con không? Nếu có, cho tôi xin. Tất nhiên mình cũng phải nói với người ta rằng tôi xin về, tôi sẽ mã hóa, đảm bảo sự riêng tư không để lọt ra đâu đó. Ha. Những cái gì mà liên quan đến sự riêng tư của người ta là người ta phải đồng ý mình mới lấy, chứ không phải rình rình mình lấy, đúng không? Không phải rình rình mình lấy. Và nó rất quan trọng, bởi vì cái tính độ tin cậy của nó sao các em? Reliable, reliability của những cái thông tin mà có sẵn như vậy á, độ tin cậy sao? Rất cao. Vì người ta đâu có giả, đúng không? Hồi người ta viết thực tâm mà. Chẳng qua là bây giờ người ta tin tưởng mình, người ta giao cho mình để mình nghiên cứu thôi. Nha. Chứ người ta thực sự người ta viết, chứ không phải là vì mình đến rồi người ta mới nói, đúng không? Người ta có sẵn rồi. Đó, thành ra là những cái này là những cái thông tin độ reliable, reliability rất cao. Rồi phỏng vấn sau, bán cấu trúc. Bán cấu trúc có nghĩa là mình cũng có một số các câu hỏi có sẵn nhưng mà mang tính chất khơi gợi thôi. Là thông thường là mình sẽ hỏi rằng là à còn cái gì khác không chị? Ví dụ như mình nói rằng là à, tại mình đang khảo sát về những cái chuyện mà người cha mẹ không cho con đi chích MMR đó, chích vaccine đa giá đó. Thì mình có thể dựa trên mô hình niềm tin sức khỏe, mình có thể hỏi một số những cái ý trước. Và cuối cùng sau khi mình hỏi hết những ý mình đã chuẩn bị, luôn luôn người người làm nghiên cứu định tính phải hỏi câu còn điều gì khác nữa không chị? Nghiên cứu định lượng là bản câu hỏi là cố định rồi, nhưng nghiên cứu định tính có quyền hỏi thêm. Còn không cấu trúc á, là đi tay không thôi, không có đem theo bất cứ một cái câu hỏi gợi ý gì trong đầu. Thực tế thì đa phần là người ta làm theo dạng bán cấu trúc thôi, trừ khi những trường hợp mà một những cái vấn đề mà chưa từng có ai trên thế giới này nghiên cứu thì người ta mới làm không cấu trúc thôi. Chứ còn không cấu trúc á, có khả năng á là mình đi tay không, về tay không luôn. Mình hỏi người ta à, theo chị thì chị có suy nghĩ gì về chuyện này? Ta nói tôi không có suy nghĩ gì trơn. Rồi xong phim luôn. Mình không có câu hỏi nào để mình gợi hết trơn á, đúng không? Đâu có câu hỏi nào mình gợi đâu, non structure mà. Thì có nhiều nguy cơ là mình đi tay không, đúng không? Mình đâu có đem theo câu hỏi, về cũng tay không luôn. Thành ra thường khi một là nó sẽ áp dụng cho những trường hợp mà chưa hề có ai làm nghiên cứu về vấn đề này cả, thậm chí chưa có một cái lý thuyết nào về hành vi liên quan cả. Và thứ hai, thường nó chỉ được áp dụng ở những người rất có kinh nghiệm về phỏng vấn, người ta mới biết cách nhạy cảm để người ta khơi gợi. Chứ còn lơ mơ á, những người mà gọi là tay mơ á, thì đi tay không, về tay không, bây giờ không biết khơi gợi sao hết trơn á. Thì
thì nói để các em hình dung là đa phần là làm semi structure hết, đa phần, tất nhiên cũng có những người làm non structure. Rồi thảo luận nhóm tiêu điểm thì hồi nãy thầy có nói rồi đấy ha, cái nhóm đó tuy là nhiều người nhưng có một đặc điểm chung thôi ha, theo mình mong muốn ha. Và mặt cộng đồng thì nhiều người khác nhau ha. Rồi gồm những bước nào, công cụ thu thập thông tin thì tương ứng với các phương pháp thu thập thông tin khác nhau mà nãy mình nói, ví dụ như quan sát thì mình sẽ có cái bảng gọi là checklist, những cái điều mình gợi ý mình nên quan sát, gợi ý mình nên quan sát thôi nha, chứ còn mình quan sát thêm thấy cái điều gì á thì trong nghiên cứu định tính không có hạn chế ha. Rồi bảng gợi ý nội dung quan sát nè, bảng bảng các điểm nội dung nhật ký, yêu cầu viết, tức là hồi nãy nó có hai loại, một là nhật ký có sẵn, hai là nhật ký bắt đầu từ giờ này trở đi cho đến 3 tháng nữa các anh chị viết ha. Thì cái đó là nhật ký yêu cầu ha. Thì mình cũng đưa cho người ta cái bảng à, nếu các anh chị viết viết giúp dùm tôi những nội dung sau đây ha. Rồi hướng dẫn gợi ý phỏng vấn sau, hướng dẫn gợi ý thảo luận nhóm tiêu điểm ha. Thì cái này nó gọi là bán cấu trúc, tức là mình có một số gợi ý gì đó mình gợi lên ha. Và luôn luôn kết thúc bằng câu còn chuyện gì nữa khác không chị, còn chuyện gì nữa khác không anh. Rồi công cụ thu thập thông tin có nhiều loại nhưng thông dụng nhất là những bản gợi ý, guidelines ha. Guidelines chứ người ta không có gọi là questionnaire nha, bởi vì câu hỏi đó có thể là mình sẽ không có cứng nhắc, thậm chí mình có thể bớt câu, thêm câu, thay đổi cách hỏi, vân vân ha. Tại ra nó, thực tế nó chỉ bản gợi ý thôi đó, có thể nó có câu hỏi hoặc là chỉ là đơn mục, đơn giản là các đề mục mình cần tìm hiểu thôi. Ví dụ như nãy mình nói đó, tùy theo cái mục tiêu chuyên biệt của mình đó, ví dụ như là tìm hiểu về nhận thức về mức độ trầm trọng, nhận thức về mức độ cảm nhiễm, vân vân nha. Cứ bám theo mục tiêu chuyên biệt mà mình khai triển cái bản guideline thôi nha. Và đặc biệt là các cái nghiên cứu trước ha, làm tổng quan văn trong nghiên cứu định tính rất rất quan trọng, mình coi người ta đã hỏi những cái câu gì mình có thể gợi gợi thêm, còn lại thì mình sẽ gợi thêm ha. À, ngoài ra các chị còn có ý kiến gì nữa ha. Rồi đó, nãy mình nói rồi đó, tư chuyên biệt. Phân tích dữ liệu thì có thể ngày hôm nay thì sẽ không nói sâu được, bởi vì phân tích dữ liệu trong trong nghiên cứu định tính nó phức tạp lắm. Dù vậy thì nãy giờ là thầy cũng đã có nói rồi đó, tức là nó có liên quan đến sự diễn giải, interpret của nhà nghiên cứu, đúng không? Thì nó có những cái gọi là diễn giải nhiều, mà hồi nãy thầy Hoàng nói là mình dùng lời dẫn gián tiếp, còn diễn giải ít hoặc là không diễn giải là mình dùng lời dẫn trực tiếp, hoặc là sau này là thậm chí còn có video nữa ha, chứ không phải là chỉ là ngôn từ không, có video. Thì đi vào chi tiết thì nó sẽ hơi phức tạp, nhưng mà các em có thể biết về mặt khái quát rằng là tùy cái mức độ diễn giải của mình nhiều ít mà nó có những cái phương pháp phân tích khác nhau. Rồi thầy lấy ví dụ, chỉ sắp xếp trình bày lại thông tin thu thập được thành những trường hợp điển hình, case report đó, giống như nãy đó, tôi đến gặp anh trong buổi chiều nhạt nắng đó, và anh tiếp tôi trong một cái ngôi nhà ấp ẹp mà gọi là rách trước dột sau, và chung quanh nhà rất là nhiều rác mà anh nên ra nhặt về đang phơi để mà bán lại đó, ví dụ như vậy. Thì cái đó là một cái sự mô tả gọi là case report ha. Giống như phóng viên viết thì đúng không? Là tụi em nghe thầy Hoàng kể, tụi em cảm nhận giống như mình đọc cái bài báo phóng sự, đúng không? Thì có những lúc mình phải viết như kiểu như vậy để mà có thể diễn tả cho cái người đọc hiểu được, cảm nhận được một cách trọn vẹn về cái hoàn cảnh của người đối tượng. Tất nhiên là không phải cái báo cáo nghiên cứu nào cũng có case report đâu ha. Tùy mình sẽ cân nhắc rằng là có nên làm hay không. Những trường hợp mà mình sử dụng cách diễn giải thông thường là được rồi thì thôi. Thì đó là cái cách mà người ta gọi là phân tích theo đề mục á. Tức là mình có những cái đề mục mà theo mục tiêu chuyên biệt của mình viết ra, rồi mình cứ nói từ trên xuống dưới, nói sao cho hết là xong. Thỉnh thoảng mình trích dẫn và những cái câu quotes là được rồi. Còn lại thì mình nói
qua thu thập, qua thăm dò thì chúng tôi thấy, chúng tôi ghi nhận thấy rằng là đại đa số các cái, những cái người mà được hỏi cho rằng là nhiều lúc stress quá thành ra tôi đánh con, chứ thực ra sau khi đánh rồi tôi cảm thấy hối hận lắm, ví dụ như vậy. À quên, không, mình diễn giải lại, đa phần những người cha mẹ đánh con là do trong tình trạng căng thẳng mà người ta cảm, mà người ta cảm thấy, mà ngay cả người ta cũng cảm thấy đó là hành vi không đúng khi người ta bình tâm lại. Đó, đó là cách viết mà gọi là interpretation đó ha, tức là cách nói mà diễn giải. Thì cứ viết từ trên xuống dưới thôi, đủ hết các mục tiêu là xong, các phần kết quả vậy thôi, vừa phân tích vừa kết quả luôn ha. Rồi còn một cách là thu gọn, sắp xếp lại, phân tích nội dung hoặc là quy nạp phân tích, thì cái này phức tạp hơn. Rồi thêm cái này nữa là xây dựng lý thuyết nền tảng, grounded theory, thì cái đó phức tạp hơn. Thực ra cũng ít nghiên cứu mà viết, phân tích và viết kết quả theo những cái phương pháp phức tạp này. Thông thường là người ta sẽ kết hợp một phần là case report với lại thematic analysis thôi, tức là diễn giải theo đề mục thôi. Rồi này là tại nãy thầy nói trước rồi, tức là nó khó, nhưng mà các em hình dung ra là nó có những mức độ khác nhau. Rồi viết báo cáo, viết báo cáo thì đòi hỏi phải rất là linh hoạt để các kết quả vừa mang tính hệ thống, tức là có thứ tự dàn ý đàng hoàng, nhưng cũng vừa thể hiện được hoàn cảnh toàn diện. Ví dụ như là mình trình bày theo các đề mục ha, hết A tới B tới C tới D E F thì kiên vân, sau đó mình mới cho một cái ca, một cái case đó, tổng hợp hết tất cả các yếu tố lại thành một hoàn cảnh để mà người ta thấy được những yếu tố ảnh hưởng toàn diện, rằng là ví dụ mình nghe, mình đọc cái báo cáo ca hồi nãy mà thầy nói đó, nhà trống trước dột sau nè, rác hôi nè, mình như sống trong hoàn cảnh đó, mình mới biết được rằng là cái người đó tại sao người ta làm việc chuyện này chuyện kia. Còn trước đó trong cái phần mà trình bày ở phần viết kết quả ở trên thì mình trình bày chung chung là hầu hết những người mà chúng tôi ghi nhận được có những hành vi đánh con là sống trong hoàn cảnh rất là căng thẳng, ví dụ vậy. À, thì mình cứ liệt kê vân vân những cái ý lẻ, rồi sau đó mình mới cho một cái ca minh họa hơi văn vẽ một chút xíu để mà người đọc cảm nhận. Rồi cái này thầy cũng trích từ cái video clip mà nãy thầy giới thiệu đó, một cái ví dụ về một cái khảo sát, một cái nghiên cứu định tính có những cái nội dung hoạt động, nội dung làm, nội dung nghiên cứu, nội dung mà gọi là các bước đi như sau, các bước đi như sau. Thứ nhất là tìm hiểu về hoạt động kết nối cộng đồng về kháng sinh, về kháng kháng sinh, tức là hiện trạng ở cộng đồng có là có cái giống như năm ngoái tụi em á, mình sẽ hỏi rằng là mọi người đã từng nghe nói, thực tế tác giả là dùng chữ kết nối cộng đồng mà hơi khó hiểu đúng không, thực tế giống như năm ngoái vậy đó, khi các em đi sẽ hỏi là ở đây là các bác đã từng có nghe thông tin hoặc là đã từng có được dự một buổi nói chuyện sức khỏe nào về chuyện kháng kháng sinh hay không. Đó là mình tìm hiểu gì đó. Thứ hai, thảo luận nhóm với phụ huynh của trẻ em tại một trường tiểu học, đến một trường tiểu học chọn nhóm phụ huynh để hỏi họ về cái chuyện kháng kháng sinh. Tìm hiểu quan điểm và lo lắng khi đưa con tới khám bệnh viện, và từ kết quả phân tích xây dựng một clip hoạt hình để phản ánh thực trạng. Quan điểm và lo lắng khi đưa con tới khám bệnh viện là khi đứa nhỏ bị nhiễm trùng gì đó rồi đưa con tới thì có lo lắng gì về cái nhiễm trùng bệnh viện hay không, về kháng kháng sinh hay không. Thực ra những con vi trùng mà kháng sinh thường là nó ở trong môi trường bệnh viện ha. Vân vân. Và cái quan trọng á, thầy muốn trích cái đoạn này á, là từ kết quả phân tích xây dựng một clip hoạt hình để phản ánh thực trạng đó, tức là thực ra đây là một một cái nghiên cứu đã thực hiện rồi và có sản phẩm luôn đó, cái sản phẩm là cái clip đó. Thì đây là một cái nghiên cứu có tính chất thực tiễn rất cao, hướng đến việc tạo ra một cái tài liệu giáo dục sức khỏe để tackle, tức là để xử trí đương đầu với lại cái vấn đề kháng kháng sinh ở trẻ em có liên quan đến việc dùng kháng sinh hoặc là kiến thức
hay nói cách khác là có liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành, liên quan đến kháng sinh ở các bậc cha mẹ. À, thì hay nói cách khác là cái nghiên cứu định tính nó hay lắm. Mình làm ra sản phẩm á, ví dụ ở đây là cái video clip chẳng hạn á, là nó dựa trên những cái sự thăm dò, những cái sự tìm hiểu thực tế, chứ không phải là chỉ là những con số. Thậm chí trong đó mình có thể phỏng vấn một số các bậc cha mẹ, quay clip lại đó, nãy thầy nói đó. Tại vì hiện nay nghiên cứu là có quay clip nữa, có lưu clip nữa, ha. Chứ không phải chỉ nói khô khan là có một cái câu nói trong ngoặc kép đâu, đó, thời hiện đại mà. Đó. Hoặc là chí ít thì nếu người ta không muốn lên mặt, xin lỗi, hiện 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 hình, thì người ta cho mình ghi âm thanh thôi. Và tất nhiên mình về mình làm méo tiếng, ha, dùng phần mềm làm méo tiếng để mình đưa lên clip. Rồi, bài của chúng ta đến đây là hết. Thầy thì hiện giờ không có trực tiếp đối với tụi em nhiều. Thôi thì nếu muốn gặp thầy thì lên Facebook, lên Facebook của thầy. Đó, Facebook của thầy, đó, Facebook của thầy. Nếu muốn gặp thì lên đây. Trao đổi, có thể các em gửi tin nhắn gì đó. Các em nói, các em là sinh viên sáu đang học gì đó. Thì muốn hỏi thêm thầy gì gì đó, thầy sẵn lòng trả lời. Thầy đi trực tiếp, gặp trực tiếp thì hơi khó, tại vì thực tế hiện nay thầy đang ở nhà nè, mẹ thầy nằm kế bên, ở kế bên thì thầy theo dõi được, chứ giờ thầy bỏ ra khỏi nhà thầy lo lắm. Thành ra thôi thì mình liên lạc qua qua online thôi, ha, cũng tốt thôi mà. Rồi chào hết tất cả các em ha, chúc các em đây, chúc các em luôn khỏe, vui, học tốt. Bài này thầy sẽ gửi cho anh Đăng sẽ gửi cho tụi em. Ha. Rồi chào hết tất cả các em ha, chúc các em vui. Bây giờ thầy đi họp bộ môn. Bây giờ thầy họp bộ môn, họp họp online thôi. Thầy được đặt cách họp online, còn các giảng viên khác thì họp trực tiếp. Rồi chào hết tụi em. Có gì thì mình sẽ liên lạc sau qua Facebook. Rồi thầy ớp ha. Có câu hỏi gì cứ hỏi qua đó nha. Rồi có gì thầy sẽ trả lời. Hoặc là bây giờ hôm 10:58 là thầy sắp họp rồi. Thôi cũng hết giờ, thôi có gì gửi qua online rồi thầy có thể trả lời chung bằng một kênh gì đó qua chỗ thầy thầy Đăng, anh Đăng, cho tụi em. Rồi, chào hết tụi em ha.